Em có bán đợt này nó về nhiều bác hỏi cái mã pin pin này này. Nhiều bác hỏi cái mã pin nhỏ nhỏ này. Cái pin này nó là cái pin 23A nhá, 12V. Cái pin này thì chuyên để cho các bác lắp vào ví dụ như là cho remote dùng cho remote điều khiển từ xa này hoặc là điều khiển cửa cuốn này. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một cái viên pin như này với giá là 10.000 nhá. 10.000 một viên nhá, đây này. Chắc là nhiều bác mua cái bộ remote này anh em, cái bộ điều khiển này anh em này, mà nhiều bác hỏi là có pin bán kèm không. Đấy thì bữa trước là nó không có hàng đâu. Thì hôm nay nó về cái mã này cũng rất là hay. Đây. Thì em lấy cho bác coi. Đây là bình thường là ở những cái bộ điều khiển từ xa là nó hay có cái điều khiển như này này. Nó hay có cái điều khiển như này. Và các bác tháo cho cái phần chân ra là các bác nhìn thấy cái điều khiển nó luôn này. Đây này, đấy viên pin này này. Đấy thì nhiều bác là bảo là tôi dùng cái điều khiển này hiện tại nó bị hết pin mà bây giờ không có pin thay. Thì đây bên em có bán cho bác luôn nhá. Thì đang bán cho bác là một viên này là 10.000 quá nhá, một viên là 13 10.000. Đấy. Pin 23 nhá, 12V. Đấy, chuyên dùng cho lắp cho remote điều khiển từ xa hoặc là những cái thiết bị như là điều khiển cửa cuốn nhá, điều khiển cửa cuốn. Cái pin này nói chung là thị trường thì nó cũng khá là dị và nhiều lúc cũng khá là hiếm hàng đấy. Đấy thì về cái lô pin này nó chắc khoảng tầm vài chục viên thôi, thì bác nào tranh thủ mà những cái điều khiển nhà mình nó hết pin thì các bác có thể mua thôi nhá, có thể mua. Thì đang bán là một cái pin pin các bác cứ lên mã em sẽ là cái pin 23A 12V nhá. Đấy pin 23A 12V. Đấy, chuyên dùng cho remote hoặc là điều khiển cửa cuốn. Đó, thì đang bán một viên pin 12V 23 như này với giá là 10.000 nhá. 10.000 cho một cái viên pin remote 12 23 12V 23A các bác nhá. Đấy. Đó, đây. Nó rất là nhỏ này thôi. Đấy, nhưng mà nhiều khi là nhiều bác mua cái bộ điều khiển em là các bác đang dùng bị hết pin ấy, thì các bác có thể mua về để thay các bác nhá. Đấy, thì là cái bộ điều khiển từ xa là nó dùng cái pin này này. Đó. Rồi em qua những cái mã hàng tiếp theo. Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con túi da du lịch này. Đấy, nhiều bác hỏi cái mã này lắm. Thì đây. Quay tiếp tục về mã hàng túi da du lịch nhá. Quá chất lượng luôn. Túi thì cực kỳ to. Con này kích thước của nó sẽ là 50 nhá, 50 x 30. 50 x 30 nhân với lại 30 nhá. Đấy, chiều dài 50, chiều rộng 30 và chiều cao 30. Đấy kích thước đấy. Còn là giá thì em báo luôn là 130.000 một chiếc nhá. Chỉ có 130.000 thôi. Chất liệu da cực kỳ xịn sò này. Đấy, bóng đẹp rất ok luôn nhá. Phần tay xách này. Tay xách con này thì thực ra các bác xách thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, còn khoác thì cũng ok luôn. Khoác thì ở đây bên trong là nó sẽ có dây dợ đi kèm. Đấy thì về các bác cho cái dây này vào này. Đây nó có cái dây bên trong này. Đây. Đợi chú đem lấy cái dây. Đây nhá, đây túi của nó đây. Đấy khi mà các bác xách lên thì nhìn rất là ok luôn đấy. Đấy xách lên nhìn rất là đẹp luôn này. Đây, túi cực kỳ đẹp luôn. Đó. Con này các bác có thể xách hoặc mình có thể đeo dây thì đây. Bên em sẽ có gửi kèm thêm cho bác là dây bên trong thì về các bác có thể lấy cái dây bên trong. Thì về các bác có thể đeo chéo này hoặc là các bác xách. Xách thì nhìn con này nhìn nó sẽ chất hơn. Đó. Con này nó có rất là hay là nó có một ngăn chính. Các bác nhá, ngăn chính thì cực kỳ to, các bác để rất là nhiều đồ. 5 7 bộ quần áo cho em thoải mái luôn. Ngăn cực kỳ to nhá, ngăn chính to lắm. Đấy, khóa kéo cực kỳ trơn tru nhá. Đây bên trong này. Hai lớp luôn, bên ngoài lớp da, bên trong là một lớp chống nước luôn này. Đấy, một lớp chống nước luôn, hai lớp nhá. Đấy, đấy, bên trong cực kỳ là rộng luôn. Bên trong các bác để 5 7 bộ luôn. Một cái túi to này này, một cái túi này nó đã là phải là dày bằng một bộ quần áo luôn này, em để chắc còn tầm 5 7 cái túi luôn. Rất là to. Bên bên ngoài thì nó có một cái ngăn rất là hay, đó là cái ngăn đựng giày nhá. Đấy, ví dụ như các bác đi du lịch đi chơi mà các bác có một cái đôi giày mà nó bị bẩn ấy, mà các bác không muốn để chung với quần áo thì mình có thể cho vào trong cái ngăn này. Đấy để các bác để riêng ra nhá. Đấy là cái ngăn này là cái ngăn để giày. Đấy, còn đây là những cái lỗ để các bác xỏ dây. Cái quai thì các bác có thể xách nhá. Đấy túi rất là đẹp luôn. Chất da thì nói chung là không gì phải bàn với cái chất da rồi. Đây có nhìn này, chất da này, rất đẹp luôn nhá. Sáng bong luôn. Đấy. Hàng hãng các thứ giấy tờ đầy đủ luôn nhá. Đấy tem mác ngon lành luôn. Đó lên mã em sẽ là túi da du lịch nhá. Túi da du lịch. Bên em đang gửi bác một cái túi da du lịch này, giá chỉ có 130.000 thôi. Kích thước là 50 x 30 x 30. Đấy thì bữa trước bác nào chưa mua được thì mai tranh thủ chốt đơn luôn nhá. Đấy. Hàng nó rất đẹp mà giá nó rất là bình dân đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Túi da thời trang đẹp, rẻ, đựng được nhiều đồ. Sắp tới mình có một cái chuyến du lịch ngắn ngày và mình cần một cái túi đựng hết được đống đồ này nhưng vẫn phải rẻ và đẹp, thì đây chính là sự lựa chọn của mình. Đặc biệt là có cả một ngăn để giày dép rất là tiện lợi. Một cái túi đa dụng để được nhiều đồ và quan trọng là nó đủ đẹp để chúng ta mang ra ngoài. Đấy các bác thấy không? Các bác có thể là xách này, các bác có thể chia đeo này, đeo chéo này. Đấy. Các bác mang đi du lịch này để được rất là nhiều đồ luôn. Quần áo, giày dép rồi là đồ đạc phụ kiện của mình.
thoải mái luôn đấy, rồi là đi công tác đi chơi đấy, mình mang đi rất là đẹp luôn, nhìn nó sang trọng lịch sự đấy, quá đẹp luôn nhá, thực tế đấy nhá, người mẫu đeo đấy rất đẹp luôn đó, thực tế review sản phẩm nhá. Đó, thì lên mã em sẽ là túi du lịch nhá, túi da du lịch 130.000 nhá, 130.000. Cái túi này thì em quay nhìn nó hơi ngọt nhạt thôi, chứ thực ra mà các bác để đồ vào nhìn nó căng lên nhìn nó đẹp lắm. Đấy, căng lên nhìn nó phồng phồng, nhìn nó đẹp dã man luôn. Đó, mà giá nó bình dân, nó chỉ có 130.000 thôi. Đấy, các bác mua đâu được. Về các bác đựng đồ dùng để dịp Tết nhất này, mình đi lại này, rồi lại đi chơi, đi du lịch này, rất ok luôn. Giá nó hạt rẻ mà bình dân ok luôn, chất da thì không gì phải bàn về chất da rồi. Quá đẹp luôn à. Đấy, chất da rất đẹp luôn nhá. 130k cho một chiếc túi da du lịch nhá, 130k. Chai xịt sơn inox thì bên shop tiếp tục hàng về này. Đấy, bán cực kỳ chạy luôn đúng không nhá. Cái này về để các bác chuẩn bị làm mới những cái dụng cụ đồ đạc các thứ trong nhà mình này. Đấy thì nó là chai xịt mạ inox nhá. Về các bác xịt nó mạ nhìn cái kiểu cái màu inox nhá. Đây, đấy, một chai này thì cái trọng lượng của nó là 180g và cái dung tích là 350ml. Đấy, xịt mạ inox nhá. Lên mã sẽ là chai xịt mạ inox thì cái chai rất dễ dùng thôi. Về thì các bác sử dụng các bác lắc đều lên nhá. Lắc thật đều lên. Sau đó các bác cứ thế các bác xịt vào những chỗ nào các bác cần xịt nhá. Những cái chỗ mà các bác cần xịt thì các bác để ý giúp em là các bác vệ sinh nó sạch sẽ đi. Đấy, như ví dụ những cái chỗ mà nó rỉ sét các thứ à, vệ sinh sạch sẽ đi để cho cái độ bám dính nó sẽ cao hơn nhá. Đấy, nó phát huy hết tối đa tác dụng của cái chai này. Lên mã em sẽ là cái chai xịt inox nhá, xịt mạ inox này. Xịt mạ inox nhá, xịt mạ inox này với giá là 50k một chai thôi, chỉ có 50.000. Đấy, 50k cho một cái chai xịt mạ inox này. Đây các bác đợi chút để em test luôn cho bác cái sản phẩm này đây. Cái chai này của em đang dùng đây. Đấy, cái chai này của em đang dùng em xịt rồi này. Đấy. Đây để em test cho bác coi nhá. Nó lên cái màu cực kỳ đẹp luôn, lên cái màu mạ inox nhìn nó sáng bóng nhìn đẹp lắm. Đấy, mà chỉ có 50.000 thôi. Đây này các ơi, đây là cái hôm bữa là em xịt hai cái vệt nhà mày này, các bạn nhìn này, hai bên nhìn nó khác hẳn nhau nhá. Đây một bên chưa xịt này, nhìn nó xỉn xỉn này, bên nó xịt nhìn nó rất là bóng luôn này. Đây này, kể cả bên trên này thế này. Đây này, đó, đây em sẽ xịt cho bác thêm một cái lượt mới luôn nhá. Đấy, lượt đây. Xịt cho bác thêm một cái lượt mới này, đây này. Em sẽ xịt đây luôn nhá. Cái chỗ này em chưa vệ sinh nhá. Còn nếu mà về các bác xịt mà các bác vệ sinh nó sạch sẽ những cái xỉ hàn này cái gì đây. Đây em xịt này. Đấy đây không? Nhìn nó mới keo luôn nhá. Nhìn các bác nhìn nó mới keo luôn này, nhìn nó bóng hẳn lên luôn nhá. Đây. Đấy nhìn nó bóng hẳn lên luôn này. Bình thường là bên này là nó không bóng ở đâu, nhưng bên này nhìn nó bóng hẳn lên luôn. Đó, thấy không? Nhìn nó bóng hẳn lên luôn nhá. Đó, hai bên nhìn khác hẳn nhau này. Đấy, kể cả đây em quay cái chỗ nào em đang xịt này. Đấy, nhìn nó bóng hẳn lên luôn, hai bên nhìn nó bóng hẳn luôn, rất là hay nhá. Đó thì các bác lên mã em sẽ là cái chai xịt mạ inox nhá, xịt mạ inox. Đó thì bên em đang bán là đi 350.000 à 50k nhá. Dung tích của nó là 350ml nhá, 50k một chai nha. À, nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai thành phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ nào luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trong cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào, vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này. 40k một cái típ keo hai thành phần nha nhá. 40k. Một típ này là 100ml nhá. Đấy, một típ này là 100ml. Đấy. 40k một cái lọ này các bác nhá. Kéo gà Nhật thì bên em vẫn có hàng để phục vụ bác nhá. Lên mã em sẽ cái cây kéo gà Nhật này. Cây kéo gà Nhật này hiện tại em đang có giá là 130.000 một cây. Đấy, con này thì về các bác chuyên dùng để cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, sử dụng nhà bếp cho em. Nó là dòng thép SK5 nhá, không bị rỉ. Đó, vào đây. Nó có cả cái phần khóa hãm này. Đấy, lúc nào không dùng thì mình có thể hãm vào, còn không thì dùng các bác mở ra. Nó có lò xo đẩy trợ lực này. Cắt cực kỳ ngọt luôn. Dòng này cắt thì bao sắc bác luôn, cắt ngọt lắm, cắt cực kỳ ngọt. Đây. Cắt cho bác coi này. Đấy, đây không? Cắt rất ngọt luôn nhá. Cắt thì cứ bao cắt cho bác luôn. Con này các bác bao cắt bác luôn, cắt cực kỳ ok. Đấy, cắt
xương gà, xương giết các thứ rồi, các bác ngại dùng thớt thì các bác có thể mang cho em cái con này ra các bác xiến cho em. Đấy, không cần phải thớt thiết gì, cứ cầm con này mà nghiến rồi nhá. Cái phần tay cầm các bác nhìn này, nó thiết kế nó rất là đầm tay, nó vừa tay. Đấy, nó bo góc này, các bác cầm nó rất là vừa tay nhá. Đấy, và các bác cầm nó có lực hơn. Đấy, hàng của Japan, kéo gà Nhật nhá. Thì các bác lên mã cho em sẽ là sản phẩm là cái cây kéo gà Nhật. Bên em đang bán một cái cây kéo gà Nhật nha, với giá là 130.000 một cây nhá. Kéo gà Nhật này. Kéo gà Nhật 130k một cây nhá, 130.000 một cây thôi. Đấy, về các bác dùng sử dụng nhà bếp này. Đấy, chuẩn bị Tết đến nơi rồi. Các bác mua về dùng để cắt đồ, cắt thịt gà, thịt vịt, rồi cắt xương, cắt rau củ quả sử dụng nhà bếp cho em. Cây này thì tuyệt cả vời mà siêu bền luôn. Đấy, nó rất là dày, cái thớ kéo rất là dày này. Con này ngoài chức năng là cắt thì mình có thể là sử dụng được rất nhiều chức năng, ví dụ như chức năng đánh vảy cá này, các bác nhìn cái phần răng cưa này, các bác có thể là dùng để đánh vảy cá này. Rồi ở đây nó có một chức năng rất hay, đó là cái chức năng kẹp càng cua càng ghẹ, rồi kẹp hạt này. Ví dụ như là những cái càng cua càng ghẹ là các bác cứ phải dùng để đập các thứ, thì các bác cho đây, các bác kẹp cho trực tiếp ở đây, các bác kẹp chưa? Đấy, cho trực tiếp các bác kẹp nhá. Rồi là ví dụ như là những cái quả nó rắn, ví dụ như quả óc chó, rồi các bác cho đây, các bác kẹp này, vỡ luôn nhá, ngon lành luôn đấy, chắc chắn lắm. 130.000 một cây nhá. Lên mã em sẽ được hỏi là cây kéo gà Nhật nhá, 130.000 cho một cây kéo gà Nhật này. Hàng bao dùng bao xài bác luôn, bảo hành bác luôn nhá. Đấy, hàng mà không dùng được bên em cho bác trả lại luôn. Con này nói chung là quá ok rồi, xịn mà chất lượng dùng ok lắm. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái mã đèn tích điện này. Lên mã em sẽ cái đèn vàng tích điện nhá. Con này thì giá hạt rẻ bình dân thôi, 180.000 cho một cái sản phẩm như này. Đấy, dùng tiện cực kỳ luôn. Đặc biệt là trong những trường hợp mà mất điện, mất đóm này, hoặc là các bác đi cắm trại, đi chơi, đi du lịch này, mình không có điện lưới, mình muốn xài một cái con đèn nó di động mang đi mang lại tiện, các bác mua trong cái mã đèn này về. Đấy, các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái mã đèn vàng tích điện nhá. Đèn vàng tích điện, con này nó có thể là vừa sạc bằng điện lưới, vừa có thể sạc bằng năng lượng mặt trời luôn. Ở đây có tấm pin năng lượng trời, các bác có thể mang ra phơi nắng để nó sạc pin cho cái viên pin bên trong. Còn nếu mà trong trường hợp là các bác có điện lưới thì các bác có thể dùng cái dây sạc nha, thì sẽ có gửi kèm cái dây cáp sạc, thì các bác cắm vào đây. Đấy, cắm vào đây, sau đó là các bác cắm sạc cho nó, sử dụng nguồn sẽ là nguồn 5V, cắm trực tiếp vào cái cổng USB ấy, ở những cái cục sạc điện thoại là các bác sạc cho nó rồi, và nó có một cái cổng sạc ra nữa luôn. Ví dụ như là điện thoại hết pin thì các bác có thể cắm vào đây, sau đó các bác cắm sạc cho điện thoại. Đấy. Cái này thì sạc bằng năng lượng thì nó sẽ vào chậm hơn nhá, còn sạc bằng điện lưới thì nó sẽ vào nhanh hơn. Đây là tùy nhu cầu các bác sử dụng, các bác xài. Mình trong trường hợp là không có điện lưới thì mình sạc năng lượng, còn nếu mà có điện lưới thì các bác sạc điện lưới nó sẽ vào nhanh hơn. Đấy, và ở đây đằng mặt trước thì nó sẽ có là một cái bốn cái chóa đèn nha, bốn cái chóa đèn. Cái này khoảng tầm hơn 300 mắt led nhá. Đấy, rất nhiều mắt led và cực kỳ sáng luôn. Đấy, sử dụng dòng mắt led siêu sáng và rất là tiết kiệm điện nhá. Đấy. À, con này nó có kháng nước kháng bụi luôn, chuẩn IP66 này. Đấy, kháng nước kháng bụi luôn nên các bác xài ngoài trời cho em thoải mái nhá. Đấy, và đây ở đây là cái công tắc bật tắt này, em sẽ bật cho bác coi này. 1 này. Đấy, 2 này. 3 này. Con này nhiều chế độ đèn khác nhau lắm. Đấy, một nhá, một giải đèn led trắng này. 2 này nó là giải đèn led màu vàng này. 3 này thì nó là giải hỗn hợp này, cả trắng cả vàng này. Đấy, 4 thì nó là chế độ tiết kiệm điện này. Đấy, chế độ thứ 5 là chế độ nháy cảnh báo như kiểu cảnh báo SOS công an ấy. Đấy, đây, nháy cảnh báo luôn trong những trường hợp cảnh báo. Đấy, nói chung là các bác sử dụng gia đình này, thợ thuyền này, mang đi mang lại tiện cực kỳ này, rồi là trong những trường hợp bất điện này, hoặc là đi chơi, đi du lịch, đi cắm trại này. Đấy, mình có một con đèn dùng để chiếu sáng này. Ở đây nó có cả cái giá để các bác có thể để bàn này, rồi là mình có thể treo lên này, cũng rất là tiện luôn, thiết kế cực kỳ chắc chắn nhá. Đó, phần mặt kính rất là bền, chắc chắn luôn. Năng lượng mặt trời rồi là sử dụng điện lưới ok, đều ok luôn. Đó. Trong những trường hợp mất điện mất đóm mình rất là cần nhá. Đấy, lôi cái con đèn này ra sáng lắm. Con này nó chắc phải tính công suất thực tế nó chắc phải rơi khoảng tầm là đi nó về được khoảng tầm 300W đấy, cũng khá là sáng lắm. Đấy, khá là sáng đấy, dùng ok đấy. 180.000 nhá, 180.000 các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái mã sản phẩm sẽ là cái đèn vàng tích điện nhá. Đèn vàng. Đấy, đèn vàng tích điện này. 180k, 180.000 một cái đèn như này thôi. Đấy, sử dụng gia đình, thợ thuyền, các thứ rồi. Trong trường mất điện mất đóm là tiện cực kỳ luôn nhá, 180.000 một cái. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng cái vật mũi đứng này. Các bác lên mã em xin cái vật mũi đứng nhá. Con này thì giá hạt rẻ bình dân mà điện giật cực kỳ khỏe luôn. Con này nó kích điện lên khỏe lắm mà tiện cực kỳ, bền dã man. Cái này con này nhà em dùng khoảng tầm 2 năm nay, bền dã man luôn.
Con này dùng bền mà điện nó khỏe bạn, điện khỏe cực kỳ luôn. Đấy, có cả chế độ đèn bắt muỗi luôn nhá, có cả chế độ đèn bắt muỗi. Bình thường là các bác dùng thì các bác bấm mở on lên này, mở on sau đó bấm này thì nó sẽ vật bình thường. Đấy, vật như vật muỗi bình thường. Còn nếu các bác muốn chuyển sang chế độ đèn bắt muỗi thôi nhá, thì các bác gạt cho em về cái nút on 2 này. Gạt on 2 này nó sẽ sáng cái đèn màu xanh lên. Sáng cái đèn màu xanh lên thì nó sẽ dụ muỗi vào, khi muỗi bay vào là đâm vào đây. Đấy là muỗi sẽ đi thôi, có thế thôi. Đây thì em lấy cái này em test các bác coi này. Đấy các bác, khi mà muỗi bay vào này. Đấy có thấy không? Muỗi bay vào là đi luôn. Đấy con này điện giật khỏe lắm. Đấy điện giật khỏe cực kỳ luôn. Các bác thấy này. Các bác nghe này. Đúng rồi, cu điện luôn nhá, giật khỏe cái dã man. Cái này các bác dùng cũng nên cẩn thận nhá, chẳng may có chạm tay vào cái nó giật tê người luôn đấy. Em bị một vài lần rồi, giật nhấc người lên luôn, giật khỏe lắm. Đấy. Em đo là có những lúc là nó điện nó khỏe nó kích lên 220 luôn nhá. Đấy nên các bác dùng nên cẩn thận nhá. Còn mỗi vào cái là dính vào là chỉ có tên đét đét nổ đi luôn thôi. Mà dùng rất là bền. Và đi kèm là cái đế sạc nha. Đấy, nó tiện là nó có cả cái đế các bác cắm vào đây. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào cái nguồn cổng sạc điện thoại ấy, các bác cắm vào. Đấy là các bác sạc cho nó. À, nó sẽ có báo đèn lên đây có thế thôi. Đấy, lúc nào xài thì mình hết ra. Đây là kích của nó đẩy lên đến có lúc lên đến 3000V đây này. Con nhìn này. Đấy, nó rất là khỏe luôn, khỏe lắm. Đó, model 918. Đời mới quá nhá. Báo giá bác luôn, lên mã em sẽ cái vật muỗi có kèm cả đèn bắt muỗi luôn. Giá của nó sẽ là đi 140.000 quá nhá, 140.000. Đấy vật muỗi. 140k nhá, 140k một cái vật muỗi này các bác nhá. Máy hút bụi mini chạy pin cho các bác về sử dụng gia đình, hoặc là các bác có ô tô, mình vứt lên ô tô, đôi khi mình hút những cái đồ hút bụi trên xe ô tô cũng rất là tiện. Rồi là các bác sử dụng gia đình hút bụi ở trên những cái chỗ vị trí khó di chuyển, ví dụ trên ban bàn thờ các thứ này, rồi là mình dọn vệ sinh nhiều chỗ khu vực khe kẽ, các bác mua cho cái máy về, nó chạy bằng pin nhá, chạy bằng pin. Hết pin thì các bác lại cắm sạc và các bác lại xài cho em. Đấy, và đi kèm nên sẽ có là một thân máy này, một cái dây cáp sạc các bác cắm vào đây. Đấy, và các bác cắm sạc cho nó này, và một cái đầu thanh nối dài, một cái đầu bàn trải để các bác có thể vệ sinh những cái chỗ khe kẽ để các bác trải vừa hút này. Đấy, còn lực hút của máy thì cực kỳ khỏe luôn. Đây. Đấy, lực hút rất khỏe. Đây sẽ test cho bác luôn nhá. Khỏe lắm, coi hút khỏe cực kỳ đây. Cắm hút cho bác coi này. Đấy không? Có một tí ấy này, một khoảng tầm 30 giây này, chưa đến 30 giây hút sạch sẽ trong cái âu luôn nhá. Còn các bác muốn vệ sinh thì các bác tháo ra cho em. Ở đây nó có cái phần cá khớp này, tháo ra. Đấy, sau đó các bác rút ra và các bác rút cho em cái lọc ra. Rút cái lọc ra này. Đấy, rút cái lọc ra. Đó, và các bác đổ rác ra, có thế thôi, rất là dễ dàng vệ sinh nhá. Rất là dễ dàng vệ sinh. Cái lõ này, cái lọc này các bác có thể rửa giấy cho em thoải mái và phơi khô. Sau khi phơi khô xong các bác lại lắp vào. Rồi các bác xài. Khi mà xài cái này các bác nhớ cho em, nhớ lắp chú em cái lõi lọc vào nhá. Các bác mà không lắp lõi lọc vào là nó hút vào trong cái thân máy này là rất là nguy hiểm nhá. Đấy, gây ra cháy máy. Thì các bác nhớ cho em là lắp cái lõi lọc vào, khớp vào cái cá này. Đấy, khớp vào cái cá này là các bác sử dụng các bác xài thôi. Đấy. Máy chạy khỏe lắm, hút khỏe lắm, máy hút khỏe cực kỳ luôn. Đó, báo giá bác luôn. Lên mã cho em sẽ cái máy hút bụi mini. Bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 130.000 hút bụi mini này. 130k một cái nhá, 130.000 hút bụi nệm giường, hút bụi trên nhiều vị trí khác nhau, trên ô tô cũng rất là tiện luôn. Đấy, và nó là dòng máy chạy pin, không dùng dây dạ lằng nhằng mà dùng ok. 130k một cái nhá, hút bụi mini. Tiếp theo thì lên cho bác đó là cái mã áo mưa Tú Phong, bộ áo mưa Tú Phong này. Đấy, hàng hai lớp chống mưa chống lạnh luôn nhá. Con này thì hàng lại VIP 1 luôn này, đạt rất nhiều giải thưởng này, sản phẩm tin cậy, dịch vụ hoàn hảo, nhãn hiệu ưa dùng do người tiêu dùng bình chọn đây này, chiều dáng thể thao đẹp. Đấy, 100% chống thấm nước nhá. Con này dùng ok lắm, mà đặc biệt bắt đầu đang vào mùa mưa nhiều rồi, các bác mua về dự phòng một bộ nhá. Vứt cốp xe cốp trước này, rồi là mình để ở nhà gia đình nhà mình đôi khi rất là cần nhá, rất là cần luôn đấy. Đó, về các bác sử dụng bộ thì cực kỳ đẹp luôn, hàng chất lượng đẹp ok cho các bác xài. Một bộ sẽ gồm có là một áo và một quần nhá, một áo và một quần để cho các bác xài. Đây áo của nó đây. Còn đây là quần này. Đấy, đây là quần. Quần là quần chun nhá. Đây là các bác bụng to bụng nhỏ chiến cho em ok luôn. Đây là áo này. Đấy, áo của là áo hai lớp. Cái này có cả mũ nhá, đằng sau có cả mũ. Các bác muốn dùng mũ các bác tháo cái mũ này ra. Còn ở đây hiện tại là người ta đang giấu mũ vào. Đấy, giấu mũ vào trong này. Đấy, còn không thì các bác muốn ấy thì các bác tháo mũ ra. Hàng hai lớp luôn. Đó, hai lớp chống nước, chống lạnh cho em thoải mái luôn nhá. Giày đẹp chắc chắn lắm. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra, cái này thì
nói đây nó hơi khó nhưng các bác cứ nhận hàng kiểm tra thực tế, hàng này thì là hàng của hãng rồi nên là người ta làm rất là kỹ, làm rất là đẹp luôn. Đó đây, đó một bộ này sẽ gồm có một quần một áo như trên hình các bác đang coi này. Đấy, thì em báo giá luôn, lên mã cho em xem cái bộ áo mưa của Tú Phong nhá, thương hiệu Tú Phong. Bộ này thì hàng của Việt Nam, 220.000 một bộ này. Đấy và bên em sẽ bao ship bác tận nhà luôn, lên mã cho em xem cái bộ áo mưa Tú Phong nhá, 220.000 một bộ. Đấy, 220.000 bộ, hàng áo mưa hai lớp chống mưa chống lạnh nhá. Cái máy chà gót chân hàng vừa về xong này, mới keng luôn quá nhá. Lên mã em sẽ cái máy chà gót chân nhá, chuyên dùng để các bác bị nứt gót này, rồi là gót chân nó bị xấu, các bác muốn chà đi cho đẹp, chà sạch những cái da chết đi cho đẹp, rồi là sử dụng chà rất nhiều thứ khác nhau luôn. Cái này thì bữa trước đợt trước em bán là có bác bảo mua về để chà xăm lốp bị thủng. Nói chung là các bác về ứng dụng trong nhiều việc nhá, tùy các bác. Còn cái này thì chuyên dùng để chà gót chân cho bàn chân của bác nó đẹp hơn. Đấy, chà những cái da chết thì nó sạch sẽ đi nhá. Đấy, thì con này về thì rất là dễ xài thôi. Đấy, các bác chỉ việc là bật lên cái là máy chạy luôn. Ở đây nó sẽ có hai cái miếng chà như này, này, một cái miếng kiểu cái độ mịn nó cao hơn này, và một cái miếng cái độ mịn nó thấp hơn này. Đấy, ví dụ cái miếng này để các bác chà những cái chỗ nó sần sùi lên nhiều này, còn cái miếng mịn này các bác dùng để đánh cho nó mịn lại, chà cho nó mịn lại nhá. Thay thế đây em hướng dẫn các bác luôn, các bác chỉ ấn cái nút này cho em này, ấn cái nút này này, ấn nút này. Đấy, sau đó là các bác lấy nó ra. Đấy, lấy nó ra nhá. Đấy, lấy nó ra và các bác lại khớp cho em cái kia vào là xong. Đây thì em đánh thử cho các bác coi nhá. Đấy, đây. Đấy, máy chạy khỏe lắm, con này chạy khỏe cực. Đấy, con thấy không? Đấy, đánh tí cái nó bay hết luôn này. Đó, thấy không? Chuyên dùng để các bác chà gót chân, chà bàn chân, những cái chỗ da chết các thứ các bác muốn chà đi nó sạch sẽ đi, đẹp đi. Mua cho em máy về. Đó. Báo giá bác luôn nhá, lên mã cho em trên cái máy chà gót. Con này bên em đang gửi bác là 70.000. À, đây. Đi kèm nó sẽ có là cả một cái cộng dây cáp sạc, các bác cắm vào đây. Và các bác cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại này mình ấy. Các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, đó, cắm vào cái nguồn điện là 5V 2A là các bác sạc cho nó. Khi nào mà sạc đầy mình rút ra. Con này nó chạy bằng pin. Đó. Một bộ sản phẩm này là 70.000 này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái máy chà gót nhá. Đấy, máy chà gót. Chà gót chân. Giá sẽ là đi 70k này. Đấy, 70k. Máy chà gót chân nhá. Máy chà gót chân. 70.000 một cái. Đó, 70.000 một cái. Dùng tiện cực kỳ và dùng rất là hay. 70k quá nhá. Sản phẩm tiếp theo thì chuyên dùng cho các bác thợ điện này. Dùng bộ sản phẩm này cực kỳ là chất lượng luôn. Đấy, mà giá thì cũng rất là hạt rẻ bình dân. 230.000 một cái bộ này. Một cái bộ sản phẩm này sẽ gồm có là một cái cây kìm. Đấy, một cái cây kìm để các bác bấm cốt nhá. Cái này thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bộ kìm bấm cốt đầu vuông nhá, bộ kìm bấm cốt đầu vuông. Một bộ sản phẩm sẽ gồm một cây kìm và một cái hộp 1200 cái đầu cốt nha. Đấy, 1200 đầu cốt, rất nhiều kích cỡ khác nhau. Giá của nó thì em báo giá luôn 230.000 một cái bộ sản phẩm này. Ưu đãi bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, lên mã cho em trên cái bộ kìm bấm cốt này. Kìm bấm cốt vuông. Kìm bấm cốt đầu vuông nhá. Giá của nó sẽ là 230k. Đấy, và bao ship cho bác luôn. 230.000 bao ship kìm bấm cốt đầu vuông. 230k thôi mà giá hạt rẻ bình dân và dùng tiện gì. Đây, bộ sản phẩm là nó sẽ có là một cái hộp cốt này nữa luôn. Đấy, về là các bác xài luôn, có cả cốt đi kèm nhá. 1200 cái đầu cốt, các loại kích cỡ khác nhau và nó có cả màu khác nhau luôn để các bác có thể là phân biệt. Đây, đấy. Nó có các loại đầu, từ đầu nhỏ nhất của nó là đầu 1 ly cho đến đầu 10 ly luôn đây này. Đấy, đây. Đó, những cái đầu nhỏ nhỏ này, rồi những cái đầu vừa, rồi có cả những cái đầu to hẳn như này. Để các bác sử dụng nhá. Con này thì về các bác chỉ việc cho dây điện vào, sau đó các bác bấm vào thì khi mà bấm vào nó ra cái đầu cốt nó rất là vuông, là đẹp. Đặc biệt là các bác hay làm bảng điện các thứ là các bác đấy, cho vào đây. Xỏ dây điện vào đây cho em. Các bác bấm cho em cái này. Đấy, bấm hết cỡ tay nhá, bấm hết cỡ tay. Đấy, là nó sẽ cho ra cái đầu cốt nó vuông nó đẹp nha. Để các bác bắt vào cái bảng điện nhà mình nó không bị mô ve, nó không bị đánh lửa, mà cái thẩm mỹ nhìn nó đẹp, nhìn nó chất lượng hơn luôn nhá. Đó. Đây, các bác cùng xem cái video về sản phẩm cho các bác coi nhá. Anh ơi, có bác hỏi anh dùng cái kìm gì mà nó đẹp đẹp thế? À, anh dùng cái kìm bấm cốt vuông này nhá. Dùng cái kìm bấm cốt thì rất là nhanh, các bác cũng chỉ việc là tuốt dây điện này. Lấy một đầu cốt có kích thước phù hợp này. Đó.
Các bác chỉ việc đút vào này. À, rồi à, mình đút cái dây điện vào. Bấm này, kịch tay thôi nhá. Mở ra. Và đây là thành quả các bác nhá. Cực kỳ là đẹp luôn đấy ạ. Và cái kịch này thực sự cần thiết khi các bác nhà mình muốn đấu nhiều cái dây điện. Đấy, bình thường là các bác hay đấu bảng điện mà các bác hay đấu nhiều dây vào nó các bác đấu ấy. Nếu mà các bác trụm vào, các bác đấu vào nhìn nó rất là xấu mà xảy hay xảy ra tình trạng mua via chập cháy. Nhưng các bác mua trong cái đầu cốt này về với cái kìm này về, các bác bấm vào nó trụm dây vào rất là đẹp. Mà thứ hai là cái tình trạng mua via chập cháy nó không còn xảy ra nữa. Mà cái tiết diện, cái tiếp điểm, tiếp xúc điện ấy nó rất là tốt. Nó an toàn không ạ? Quá là chuyên nghiệp. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, khi bấm lên rất đẹp, trụm nhiều dây và nhìn rất đẹp luôn nhá. Trước chưa có kìm bấm cốt vuông. Đấy, trước chưa có là nhìn nó rất là xấu này, nhìn nó xòe xòe xụm xụm này. Đấy, bây giờ có cái kìm cốt bên này này, các bác nhìn này. Đấy, cái mối đấu nhìn nó rất là đẹp luôn nhá. Thế thì đấu như này rất là nhiều người chê luôn. Và từ khi có cái kìm bấm cốt vuông ấy, anh bấm ấy nó rất là đẹp này. Đấy, và nhìn nó thì đấy chuyên nghiệp hơn hẳn luôn. Đúng không ạ? Bác nào mà hay đi lắp đặt điện đóm ấy thì dùng cái bộ này kia, gồm có một kìm này đấy và 1200 đồng cốt đấy, có rất là nhiều loại luôn đấy, mình về mình lắp đặt em có tiện luôn đấy ạ. Đấy, một bộ kìm bấm cốt đầu vuông nhá, nên cái lên mã cho cái bộ kìm bấm cốt đầu vuông 1200 đầu và đi kèm là một cây kìm nữa. Một bộ này bên em đang gửi bác là 230.000 bao ship tận nhà bác luôn. Đấy, về chuyên dùng cho các bác thợ điện hoặc anh em sử dụng gia đình cũng hợp lý luôn nhá. Đấy, nói chung là dùng hay lắm. Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con áo mưa Honda. Hàng này của nó là hàng tặng nhá, hàng tặng của công ty. Đấy thì em ôm lô thanh lý được cái mã hàng này cũng rất ok nhá. Nó là dòng áo mưa choàng nhá, áo mưa một người thôi, áo mưa choàng. Đấy, áo mưa Honda nhá, cứ lên mã em sẽ là áo mưa Honda. Em bán giá bình dân thôi, 30.000 một chiếc nhá. 30k thôi. Đấy, bình dân. Các bác để trong cốp xe. Lúc nào mà mưa gió cái mình có cái mình lôi luôn. Nó là dạng áo mưa choàng nhá. Đấy, choàng từ trước đằng sau. Có phần tay áo thứ ở đây, các bác cùng xem hình ảnh về sản phẩm này đây. Đấy, khi mà choàng lên nó sẽ như này nhá. Đấy, che nói chung là che khá là kín rồi. Đấy, che khá là kín người luôn. Đấy, đây. Đó, ok luôn nhau nhá. Giày rất chắc chắn lắm. Đấy, dòng áo mưa của Honda. Hàng này là hàng tặng của công ty Honda nhá. Thì ôm đô thanh lý được cái lô này. Giá bình dân bán cho bác dễ mua. Hàng hãng đàng hoàng ngon lành luôn nhá. Áo mưa Honda đang gửi bác là 30.000 một chiếc nhá. 30k một chiếc nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái đuôi đèn lò xo này. Đuôi đèn lò xo này thì anh em vẫn đang bình ổn giá để các bác dễ mua luôn. Đuôi đèn lò xo, đuôi đèn lò xo nhá. Giá của nó sẽ là 30.000 thôi. 30k cho một cái đuôi đèn lò xo nha. Dùng rất là hay này. Đây. Nó là một chiếc đuôi thiết kế là nó có kèm cả phích ở đây luôn. Ở phần đuôi này thì sẽ là có cái công tắc tích hợp ở đây. Đấy, tức là về các bác lắp bóng của các bác vào đây nhá, lắp cái bóng vào đây, bóng của nó, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy E27 nhá. Đấy, các bác lắp bóng vào đây nhá, sau đó là các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện này. Đấy, mỗi lần mà các bác dùng thì các bác không phải rút ra cắm vào nhiều, mà các bác chỉ việc là bật công tắc ở đây là đèn nó sẽ sáng hoặc là tắt đi, tùy nhu cầu các bác bật công tắc nhá. Và cái phần lò xo này thì các bác có thể bẻ điều chỉnh các hướng này. Đấy, điều chỉnh các hướng này. Cái này nó gần như là một cái đuôi mà nó như kiểu là những cái dạng đuôi kiểu dạng đuôi di động nhá. Đấy, mình có thể là mang đi mọi chỗ mọi nơi, hoặc là các bác để những cái chỗ nào nó phù hợp mình cần dùng. Đấy, không cần phải dây dạ lằng nhằng gì, về lắp quả bóng vào đây, cắm vào nguồn. Đấy, lúc nào dùng thì bật lên, không dùng tắt đi, nó quá là tiện lợi. Đấy, quá ok luôn. Mà giá nó bình dân nó chỉ có 30.000 thôi. Lên mã sẽ là đuôi đèn lò xo nhá. Đấy, đuôi đèn lò xo đang gửi bác là 30.000. Có thay của cái sản phẩm này là nó tích hợp cái công tắc đây này, nó rất là tiện luôn. Lúc nào dùng thì mình tắt đi, không dùng thì mình bật lên. Đấy, rất ok. 30k nhé, 30k cho một chiếc đuôi đèn lò xo. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái tấm cọ lưng này, cái tấm cọ lưng bằng silicone nhé. Cái này thì bên em bán khá là nhiều, giá nó cũng hạt rẻ, nó có 30.000 thôi. Đấy, bác nào sau những ngày làm việc mệt mỏi căng thẳng này thì các bác mua ngay cho em cái tấm này về. Đấy, đây em báo giá luôn, thì các bác cứ lên mã em sẽ là tấm cọ lưng nhá. Đấy, tấm cọ lưng silicone đang gửi bác là 30.000 một tấm nhá, 30k một tấm nhá, chỉ có 30.000 thôi đây. Đó là một cái tấm này nhá. Đấy, ở cái phần đằng sau mặt của nó thì là cái những cái miếng hít thì các bác có thể ấn vào cái phần mặt kính hoặc là những cái phần mặt tường đá hoa trong nhà tắm cho mình để nó dính lên. Đấy, còn đằng sau thì là những cái gai này công dụng của nó là vừa massage thư giãn này, vừa kỳ cọ này, tẩy hết những cái phần ghét bẩn ở trên lưng rồi là trên người ngậm các bác rồi. Đấy, thì con này thì các bác có thể sử dụng dùng kỳ cọt massage ok luôn. Đây, các bác nhận hàng các bác cứ kiểm tra sờ thích cực luôn. Đấy, cái này em nghiện luôn, mỗi lần em cũng buồn em ra em sờ này thích lắm. Đấy, nó massage thích cực kỳ đó. Tấm cọ lưng nhá các bác nhá, tấm cọ lưng silicone. Đấy, rất nhiều những cái gai này là 30.000 một tấm nhá, 30k một tấm. Đấy, 30k cho một cái tấm cọ lưng silicone dùng rất ok.
Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây. Đấy. Cái này thì các bác có thể kỳ cọ chân tay này. Đấy, kỳ lưng, đặc biệt là kỳ lưng nhá. Lưng nó rất là khó kỳ. Đấy, các bác dán lên tường này, kỳ tay này, kỳ bàn tay này, kỳ lòng bàn chân này, các kiểu luôn. Đấy, cho xà phòng vào các bác kỳ nhá. Dùng xong là các bác lại có thể đeo lên, hoặc là các bác rửa xong các bác đeo lên. Đấy là khô ráo ngon này luôn. Mà mình lại dùng tiếp. Đấy, tấm cọ lưng nhá. Dùng để kỳ cọ lưng rồi là chân tay ngửa ngậm, vừa kỳ cọ vừa massage, rất ok, thư giãn ok luôn. Đấy. 30k một tấm nhá, 30k cho một cái tấm cọ lưng này. 30k một tấm rồi. Đấy. Tấm cọ lưng nhá. Sản phẩm tiếp theo em cũng giảm giá luôn bác mang, đó là cái chai xịt chống thấm này. Lên mã em sẽ là cái dạng chai xịt chống thấm nhá. Nó là dạng chai xịt. Đấy nhà bác nào hiện tại đang bị rột rêu thứ này. Đấy, rồi những cái chỗ nào nó bị nứt nở tường thì các bác mua cái lọ này về các bác xịt cho em nhá. Mua về các bác xịt cho em. Đấy, thì lúc nào mà xịt thì các bác nhớ cho em là lắc đều. Đấy, lắc đều. Các bác lắc thật đều nhá, lắc thật đều. Đấy, lắc thật đều cho nó các bác xịt này. Đây em xịt thử các con này. Đấy, nó là cái dạng keo các bác nhá, dạng keo. Đây dạng keo này, như kiểu dạng keo sơn nhá. Đấy, các bác xịt, xịt trực tiếp vào cái chỗ nào mà nó bị nứt nở, chỗ nó bị thấm thế cái thứ là các bác vệ sinh sạch sẽ đi. Sau đó các bác xịt nhá. Và lưu ý em là các bác xịt trong cái điều kiện là thời tiết là nó nắng. Đấy, và nó khô ráo nhá, sạch sẽ nhá. Đấy thì các bác xịt thì nó mới phát huy được hết tác dụng của cái sản phẩm này. Đó thì cái lọ, cái chai xịt chống thấm như này thì một chai này với dung tích là 450ml. Đó, em báo giá luôn. Thế em đang gửi bác một cái chai xịt chống thấm như này. Với giá bữa trước đang bán là 60.000, hôm nay em xả luôn bác, chỉ còn có 40.000 thôi, 40k. Lên mã em sẽ là chai xịt chống thấm nhá, xịt chống thấm. Đấy, đang giảm giá chỉ còn có 40.000 thôi. Đấy, chai xịt chống thấm nhá, 40k. Nó là dạng chai xịt nhá, xịt rất ok luôn. Cái này thì bên em bán khá là nhiều rồi. Đấy, hôm nay em cũng giảm giá từng sản phẩm một luôn. Đấy, để các bác dễ mua đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Hiệu quả lên đến 10 năm, chống thấm rột mái tôn, mái ngói, máng xối trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt, vỡ thủng trên các đồ vật khác, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nóng mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím bất chấp nắng mưa, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Đó thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, chống thấm rột trên mọi bề mặt luôn, rất là hay. Đấy, một chai này là 400, nó là dạng chai xịt nhá. Đấy, về những chỗ nào nó bị nứt nở thứ ra đấy các bác xịt trực tiếp vào nhá. Đấy, xịt trực tiếp vào mà 40.000 một chai nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con kìm chết này, con kìm chết nhá. Nhiều bác hỏi con mã kìm chết thì đây bên em đang có cái kìm chết của Filter. Con này thì dùng quá uy tín luôn, cực kỳ cầm, cực kỳ chắc chắn nhá. Đấy, tay cầm toàn bộ đều bọc cao su chống trơn trượt cho em. Đấy, rất ok. Phần ngàm kìm này, đấy, toàn bộ thì là thép CRV nhá, thép CRV siêu cứng cáp dây dẫn luôn. Đấy, siêu cáp dây dẫn. Đó, kìm rất ok. Xoáy siếc trơn tru ngon lành nhá. Đấy, khóa hãm xoáy siếc trơn tru ngon lành luôn. Con này thì giá bình dân hạt rẻ. Đấy, cho các bác sử dụng gia đình nhá. Anh em thợ thuyền dùng con này thì ok luôn. Giá hiện tại em đang gửi bác một cái cây kìm chết của Filter nhá. Giá chỉ có 80.000 thôi. Lên mã em sẽ cái cây kìm chết nhá. Kìm chết này hàng hãng nhá, chứ không phải hàng linh tinh đâu. Đây là hàng Filter, hàng hãng này. Filter là một trong những thương hiệu chuyên về đồ gia dụng nhá. Đấy, chuyên về đồ chuyên về đồ kim khí, đồ sửa chữa cho anh em thợ thuyền. Đấy, hàng của Filter nhá. Đấy, nguyên hộp, nguyên vỉ luôn. Đó, liên mã em sẽ cái cây kìm chết Filter. Kìm chết nhá. Kìm chết này thì bên em đang gửi bác giá bình dân chỉ có 80.000 thôi. Đấy, 80k cho một cây kìm chết Filter này. Đấy, bán khá là nhiều rồi mà giá nó bình dân, nói chung là dùng chất lượng là dùng ok. Đó, 80.000 một cây. Giá hợp lý mà sản phẩm dùng ok. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây chổi trần nhà. Đấy, hôm nay em cũng xả kho thanh lý luôn cái sản phẩm này luôn. Đấy, bữa trước đang bán là 80.000. Hôm nay em xả luôn cho bác, giá chỉ còn có 50.000 thôi. 50k nhá, 50k. Lên mã thì em sẽ là chổi trần nhà nhá. Chổi trần nhà. Đấy, chổi trần nhà. 50.000 cho một cây chổi trần nhà nha. Đây em lấy cho bác con. Nguyên hộp này. Đấy. Nó sẽ gồm có là một cái cần này và một cái đầu, một cái đầu chổi nhá, để về các bác quét dọn. Đấy, quét dọn nhà cửa, đang bắt đầu dịp Tết rồi. Đấy, các bác quét dọn màng nhện màng nhức các thứ này, trần nhà nhức ok, những cái chỗ nào ở trên cao nhá thì các bác mua cây về cho. Nó sẽ gồm có một cái đầu lông xù này và đi kèm là một cái thanh thanh cái cây gậy nhá. Cái cây gậy rất là hay. Đấy, đi về các bác lắp đặt, các bác xoáy vào. Ở đây nó là cái dạng gen xoáy này. Đấy, các bác mở ra nhá. Sau đó là các bác lắp nó vào, gen xoáy, xoáy chặt nó vào. Sau đó là các bác muốn dùng tầm cỡ nào thì các bác rút nó lên. Đấy, tầm nào các bác rút lên tầm đấy. Con này rút tối đa nó khơi rơi vào tầm gần 3 mét nhá. Gần 3 mét khá là dài. Đấy, dài lắm. Đây này, đây này, các bác nhìn em ấy này. Đấy, rút ra rất là dài luôn nhá.
như kiểu là một cái cây xào luôn đấy, và lúc nào dùng xong thì các bác có thể thu thu nó gọn mà được đấy, thu rất là gọn gàng nhá đấy, thu gọn vàng. Và cái phần đầu này các bác có thể bẻ này đấy, phần đầu có thể bẻ, ví dụ như những cái chỗ nào có ngóc ngách các bác bẻ này, các bác luồn lách vào các bác quét nhá, rất ok luôn đấy. Cây chổi quét trần nhà nó đang xả kho thanh lý cho bác chỉ có 50.000 một cây thôi. Mọi gia đình đây các bác đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, như thế này chắc chắn đấy, nó kéo dài nhá. Đấy, quét. Lau chổi có thể uốn cong và bong lau mềm dễ hút bụi nên không cần leo trèo tốn công, bạn cũng dễ dàng quét sạch bụi bẩn trên cao. Bạn hãy đặt hàng ngay hôm nay để dọn nhà sạch sẽ mà đơn giản hơn nhé. Một cây chổi quét bụi trần thông minh có thể kéo dài như thế này chắc chắn sẽ rất cần thiết cho mọi gia đình. Đầu chổi có thể uốn cong và bong lau mềm dễ hút bụi nên không cần leo trèo tốn công, bạn cũng dễ dàng quét sạch bụi bẩn trên cao. Bạn hãy đặt hàng ngay hôm nay để dọn nhà sạch đó, sẽ mà lúc nào mà dùng xong mình có thể thu gọn vào, và lúc nào mà dùng thì các bác kéo nó ra. Con này nó chiều dài kéo ra phải khoảng tầm gần 3 mét, tầm 2m7, 2m8 nhá, khá là dài luôn. Nói chung là quét vào trần nhà này, còn nếu mà các bác không muốn thành cái chổi trần nhà thì các bác thu gọn vào thì thành một chiếc chổi lông xù. Ví dụ như các bác phải đồ những cái đồ dễ thấp này đấy, phải bàn ghế sofa thứ là ok luôn nhá các bác nhá. Đấy, chổi lông xù và cái phần đầu có thể bẻ uốn cong các kiểu này. Giá thì đợt này đang giảm giá xả kho để các bác dễ mua trong dịp Tết luôn, chỉ có 50.000 thôi, 50k nhá, 50k cho một chiếc cây chổi trần nhà này. Đấy, cây chổi nhà 50k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ bàn chải vàng 8 cây này. Bộ này thì hôm nay em cũng giảm giá xả kho luôn. Đấy, bữa trước đang bán là 50.000. Lên mã em sẽ cái hộp bàn chải vàng nhá, hộp bàn chải vàng 8 cây nhá, 8 cây. Bữa trước đang bán là 50.000, hôm nay em xả kho bán nhanh bác luôn. Chỉ có 30.000 thôi. 30.000 các bác nhá, 30.000 cho một cái hộp bàn chải vàng 8 cây luôn. Đấy, 8 cây mà nó chỉ có 30.000 thôi. Đấy, bình thường các bác ra quán ra xá là các bác mua một cây đã rơi là 10-15.000. Đấy, bên em bán là 8 cây chỉ có 30.000. Mà hai rất hay là nó sẽ gồm có là một đầu bàn chải đi kèm bên dưới này, sẽ là một cái đầu cạo lưỡi nhá, một cái đầu cạo lưỡi rất hay luôn. Đấy, vừa là vệ sinh răng miệng vừa vệ sinh lưỡi luôn, quá ok. Lông bàn chải rất là mềm nhá, cái này dùng được cho trẻ em, người lớn dùng hết luôn. Đấy, đây. Đấy, lông rất là mềm. Đó, lông cực kỳ mềm này. Bên dưới là cái phần đầu cạo lưỡi kiểu dạng đầu silicone cũng rất là mềm luôn, các bác dùng để vệ sinh lưỡi nhá. Đấy, tay cầm có phần bọc cao su chống trượt, khá ok luôn. Hộp bàn chải vàng 8 cây nhá, hộp bàn chải vàng 8 cây mà giá nó cũng bình dân, chỉ có 30.000 thôi nhá. Hôm nay em xả luôn, bán nhanh bác cho cái lô bàn chải vàng luôn. Hộp bàn chải vàng 8 cây 30.000 cho một cái hộp bàn chải vàng 8 cây nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái ổ điện U4 này, ổ điện U4 hàng của Apple, iPhone 13 Pro Max này, hàng của Apple nhá. Em báo giá luôn, lên mã em sẽ cái ổ điện U4. Cái này thì em bữa trước đang bán là 90.000. Hôm nay xả kho bán em luôn, giá chỉ còn có 70.000 thôi. 70k cho một cái ổ điện U4 nhá. Đấy, 70k một chiếc ổ điện U4 này, hàng Apple. Rất là xịn sò con này nha. Đây. Cái ổ điện sẽ gồm những cái cổng chân cắm Type-C rất là ok. Đấy, rồi là cả cái chân cổng USB. Ở đây nó là cái nguồn vào nhá, nguồn vào của nó sẽ các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220, và ra đầu ra của nó sẽ gồm có là hai cổng BD. Hai cổng BD tức là hai cổng Type-C đấy. Đấy, và hai cái cổng USB. Đấy, ví dụ là về các bác dùng để cắm sạc điện thoại này, rồi là bây giờ rất nhiều những cái thiết bị nó dùng những cái cổng Type-C này. Đấy, các bác kiếm rất là khó. Đấy, các bác mua cho em cái ổ này về rất ok luôn. Đấy, gồm một nguồn vào 220 và nó xuất ra sẽ được là hai cổng USB nhá và hai cổng Type-C. Đấy, hàng của Apple, logo táo cắn dở này. Đấy. Cắm trực tiếp nguồn 220 là sạc. Đấy, U4 nhá, U4 90.000. Đang giảm giá cho các bác là chỉ có 70.000 thôi. Đấy, 70.000. Lên mã em sẽ là ổ điện U4 nhá. Bao gồm là bốn cổng ra nhá, hai cổng USB và hai cổng chân Type-C nhá. Đấy. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác đó là cái mã dây sạc ba đầu. Đấy, dây sạc ba đầu nhá. Đấy, thì về nếu mà các bác dùng, các bác có thể là dùng cái dây này các bác cắm vào đây nhá, cắm luôn với cái ổ này. Đấy, để các bác sạc cho điện thoại thứ này. Đấy, cắm luôn với cái ổ này. Để các bác sạc điện thoại nhá. Cắm sạc cho điện thoại này rồi là các thứ những cái thiết bị nhà mình. Con này thì các bác có thể sạc hầu như tất cả các loại điện thoại bây giờ luôn. Đấy, ví dụ như là Samsung này, iPhone này, đấy, iPhone này các bác nhá, iPhone này, rồi là Samsung đời mới này, Samsung đời cũ này, chân này chân Type-C này, chân này chân Lightning này, chân này chân micro USB này. Con này thì nó là dòng dây sạc ba đầu nhé, dây sạc ba đầu. Đấy thì bên ngoài đều được bọc silicone này, chống gập chống gãy nhé. Con này các bác dùng thì siêu bền luôn, dùng khoảng tầm vài ba năm rồi là thậm chí 5 năm thoải mái cho em luôn một cái dây sạc này. Đấy, dùng cả 5 năm giờ luôn, dùng rất bền nhá. Đây là các bác nhìn này, cái phần silicone rất là dẻo nhá. Đấy, chống gập chống gãy rất là tốt luôn. Đấy, nó nói chung là bây giờ hầu như bây giờ nó hướng đến cái sự bền bỉ nhá, bền bỉ và tiện lợi nhá. Đấy thì
cái dây sạc cam ba đầu nha, thì giá hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 4.000 giây nhá, 4.000 giây đó, thì các bác có thể mua đây mã em sẽ cái dây sạc cam đấy, dây sạc cam ba đầu đang gửi bác là 40k nhá, 40k trong cái dây sạc ba đầu nha, 40.000. còn cái ổ điện U4 nhá đang bán cho bác là 70.000 nhá, đây ổ điện U4 này 70.000 một cái đây. Đấy, còn cái dây sạc cam ba đầu thì đang bán là 40.000 nhá. Đấy, các bác có thể lấy được cả bộ này về mình xài luôn được, hoặc các bác có thể lấy lẻ nhá. Con này nó là dòng xẻng đa năng, xẻng sinh tồn luôn nhá. Đấy, xẻng đa năng, xẻng sinh tồn. Rất là xịn sò luôn. Chắc chắn mà ngon này. Đây. Đó, con này nó của Kobe Style in Japan này. Đó. Kobe Style in Japan nhá. Nó là dạng thép carbon. Đấy, dạng thép ba lớp nhá, cực kỳ chắc chắn, dày dẫn luôn. Các nhìn này. Đấy, thứ xẻng rất là dày nhá. Xẻng sinh tồn, xẻng đa năng. Đó thì ở đây em sẽ lắp đặt vào để cho bác dễ xem này. Đó, đây là cái phần đầu xẻng này. Đó, tay cầm kim loại như nhá. Đấy, tay cầm kim loại có phần nhám để chống trơn trượt này, rất xịn sò. Phần đầu xẻng này có lưỡi cưa này, rồi là phần cắt dây này, phần xoáy ốc này, rồi là phần dao chém này, đầu xẻng này. Một cái khổ xẻng này nó rơi khoảng tầm 17 cm nhá, 17 cm. Đó, rất là to tát chắc chắn nhá, một chiếc xẻng sinh tồn xẻng năng. Nguyên cái phần đầu xẻng này các bác làm được rất là nhiều việc này. Đấy, làm rất là nhiều việc luôn. Đó, ngoài ra là những cái thanh nối dài đi kèm, thì con này nó kết nối toàn bộ của nó là bằng gen xoáy thôi. Về các bác trẻ con, người già hoặc là người lớn kết nối được hết, rất là dễ dàng kết nối nhá. Rất là dễ dàng kết nối. Ở đây thì trong này nó sẽ gồm có những cái phụ kiện đi kèm, như là ở đây là một cái khẩu nữa này. Của nó tổng tất cả là có bốn cái đầu khẩu này các nhá. Mỗi khẩu của nó dài là đi khoảng tầm hơn 20 cm một chút này. Đấy, dài hơn 20 cm một chút các nhá. Đấy, bốn khẩu như này, bốn cái đầu khẩu như này, thì về các bác cứ nối với nhau 1, 2, 3, 4 này. Đấy, bốn cái đầu xẻng như này. Ở đây thì nó sẽ có một cái con dao này thì có thể là cưa này, rồi là bật bia này, đó, rồi là cắt dây các kiểu này, rồi là dùng để chặt chém quạt hoa quả, các bác mang đi rừng đi phượt rất tiện nhá. Con dao này các bác lắp trực tiếp đây chưa? Đấy, lắp trực tiếp đây. Thì khi bác lắp ở đây thì nó sẽ thành con dao, hình con dao này. Đây là phần cán này, còn đây là phần dao này. Đấy, rất tiện nhá. Dùng xong các bác có thể tháo ra, hoặc là các bác cứ lắp cố định vào đây cho em được. Đấy. Lắp cố định vào đây cho em được. Đó thì đây, tổng quan với con dao nhá. Đấy, vừa lại có một con dao để các bác có thể là bổ hoa quả các thứ các kiểu nhá. Đó, rồi chặt chém. Con dao này các bác có thể luồn vào trong nhà, các bác xoáy đây luôn cho em. Xoáy vào đây. Đó, các bác xoáy vào nhá. Em sẽ xoáy vào quay tổng quan cho bác về một cái chiếc xẻng này các nhá. Đó, xoáy vào thì rất là dài. Thêm một nấc nữa là dài bao nhiêu này. Ở đây thì sẽ có một cái phần đầu, là cái phần đầu xẻng, là cái đầu này sẽ có là một cái đầu phá kính ấy. Đó, ở đây thì là một cái phần là cái còi này. Đấy, cái còi cũng nhá. Cái còi này, cái còi này các bác thổi này. Đó, còi các bác thổi nhá. Phần dài này. Cái dài này là cái đánh lửa các bác nhá. Đánh lửa để các bác cho vào cái phần đây các bác giật này. Đấy, các bác giật mạnh lên thì lửa nó sẽ ra. Lửa nó tóe này các bác nhá. Đấy, có thấy không? Đây này. Cái đánh này. Các bác nhìn kỹ nhá. Đấy, có thấy không? Đấy, các bác phải giật lựa coi sao các bác giật vào cái khe này, giật mạnh vào. Đấy, giật mạnh vào là lửa nó tóe ra các bác nhá. Đấy, rất thích luôn để các bác đánh lửa này. Đó, các bác đánh lửa nhá. Đó. Rồi. Tiếp theo là ở trong này thì là một cái cây tô vít này, các bác lắp vào cái đầu chưa? Đó, cây tô vít các bác lắp vào cái đầu này. Đó, để các bác xoáy tô vít này. Đấy, có hai đầu nhá, tô vít có hai đầu, đầu dẹt và đầu ba ke này. Đấy, đầu dẹt và đầu ba ke thì nó thành cái cây tô vít các để xoáy xiếc các kiểu này. Dùng rất tiện, đa di năng luôn. Đó, thì các bác thả vào bên trong này. Cái đầu phá kính các bác lắp đây luôn, nó kín luôn. Đó, rất tiện nhá. Và các bác lắp đặt vào trong này. Thì một cái cây xẻng thì nó chứa tất trong này luôn, dao, đầu tô vít, đầu phá kính, đầu tuốt dây, đầu đánh lửa, nó chứa đựng tất là trong cái phần lõi ống luôn nhá. Đấy, các dùng nữa có thể tháo xoáy ra các bác sử dụng, dùng xong các bác lắp vào rất là tiện, nó không bị rơi đi đâu các nhá. Đó thì đây, tổng quan một cái cây xẻng rất là dài nhá. Cực kỳ dài, đây này. Đó, có thấy không? Dài dã man luôn này. Đây. Đó, một cái xẻng này hôm bữa em đo thì nó rơi là đi khoảng tầm là 1m05 nhá, khoảng tầm 1m05. Đấy, rất là dài. Đó, cực kỳ đẹp, sắc nét này con này. Rất đẹp luôn nhá. Đó, rất đẹp, rất nét luôn. Đó, cực kỳ xịn sò ngon này. Đây. Cái phần đầu này thì các bác có thể là vừa chuyển đổi thành xẻng này. Xẻng các bác chuyển đổi thành cuốc nhá. Đấy, xẻng các bác chuyển đổi thành cuốc đây. Xoáy đây. Đó là thành cái cuốc. Đấy, vừa làm xẻng này, vừa làm cuốc này. Đấy, để bác có thể cuốc đất này. Đấy, cuốc đất dễ đất nhá. Đấy, mang đi rừng đi phượt rất là tiện luôn riêng em này. Đó, mang đi rừng đi phượt rất tiện. Đó, đây.
nối thành xẻng, các bác xoáy cái ốc này ra, nối ốc này ra các bác bẻ về và các bác siết cái ốc này vào xem. Đấy, siết cái ốc này vào là nó lại thành cái xẻng, nó rất tuyệt vời, rất là đa di năng nhá. Một chiếc xẻng nhá, rất là dài, tay cầm rất là dài luôn này các bác nhìn. Đấy, rất dài nhá, đây nó vừa làm xẻng vừa làm cuốc nhá, rất xịn sò ngon này luôn, bóng loáng luôn nhá. Đấy, thân bằng kim loại và phần xẻng, đầu xẻng bằng thép carbon 3 lớp nhá, cực kỳ chắc chắn dây dẫn luôn. Đó, cực kỳ chắc chắn dây dẫn luôn. Phần đầu xẻng có lỗ ốc xoáy, rồi là có dao cắt này, cái phần dao rất sắc không nhá. Đó, rồi lưỡi cưa. Đó, xẻng của Nhật nhá. Đấy, xẻng sinh tồn, xẻng lăng của Nhật, cực kỳ xịn sò. Đấy, cực kỳ xịn sò và chắc chắn luôn nhá. Đó, đi tây tổng quan với cái cây xẻng gửi đến các bác đây các bác nhá. Đó, đi kèm thêm nó sẽ có những cái túi đựng những cái khẩu ống như này để các bác có thể là để vào đây. Đó, các bác vứt ở trong xe ô tô cũng được. Đấy, bây giờ những cái ô tô đời mới ấy, thì nó thiếu những cái xẻng này, mà đôi khi mà các bác đi xe, thi thoảng các bác đi xe nó bị sa lầy, các bác có cái xẻng vừa làm cuốc này, rất là tiện nhá. Đấy, thì các bác để các bác hỗ trợ trong công việc các thứ ra. Rồi đây thì nó có cái đầu bịt xẻng này. Đấy, khi mà các bác di chuyển các bác có thể là dùng cái đầu này, các bác bịt vào chưa? Bịt vào đây. Các bác bịt vào thì nó bảo vệ cái phần đầu xẻng của này, nó không bị xước sát, và thứ hai là cái đầu xẻng này nó không va chạm vào các đồ vật, rồi là hay là chân tay rồi. Nó không bị đứt tay đứt chân nhá. Đó, rồi là cái đầu xẻ nó không bị xước sát ra. Nói chung là rất là ok luôn. Đầy đủ nhà sản xuất cung cấp chúng ta rất là đầy đủ phụ kiện các thứ đi kèm. Nói chung là đa di năng, cái gì nó cũng có tác dụng của nó hết luôn luôn nhá. Đấy, cái gì cũng có tác dụng của nó hết luôn. Đấy, rất là hay ho. Đấy, dùng xong các bác có thể là tháo rời ra như này. Đây em sẽ tháo rời bác xem nhá. Đấy, về những cái phụ kiện đi kèm này. Đó, về những cái phụ kiện đi kèm rất là xịn sò và ngon lành luôn nhá. Đó đây. Rất xịn sò ngon này. Đó, thì tổng quan một cái bộ xẻng này nhá. Đó, tổng quan một cái bộ xẻng này này. Đầu đánh lửa, đầu phá kính đầy đủ hết luôn nhá. Đó, rồi là có cả thân dao này. Thân dao có thể xoáy ra hoặc là cho vào đều ok luôn. Đó, rất tiện dụng ngon này. Đây. Đó, đây tổng quan một cái bộ xẻng này nhá. Đây tổng quan một cái bộ xẻng này nhá, đầy đủ chi tiết luôn nhá. Đó, đây. Gồm có 4 đầu ống này, đánh lửa, phá kính, còi kiếc này, rồi là dao đi kèm này, rồi là phần đầu xẻng đi liền này, vừa làm xẻng vừa làm cuốc này, túi đựng đầy đủ luôn nhá. Đây, bao đựng túi bịt đầy đủ luôn. Đấy, đấy là tổng quan về cái dòng xẻng của Nhật này. Các bác lên mã cho em là cái dòng xẻng sinh tồn, xẻng đa năng của Nhật. Thì, các bác lên mã giúp cho em là cái sản phẩm là cái xẻng đa năng nhá, xẻng sinh tồn, xẻng đa năng. Đấy, xẻng đa năng. Xẻng đa năng này thì bên em bán nhanh bác luôn, giá thì siêu tốt luôn. Bữa trước đang bán giá sẽ là 450k, hôm nay thì bên em về lô mới bán cho các bác một giá các bác cực kỳ dễ mua này, 350.000. Đấy, 350.000 bên em bao ship luôn, 350k một con xẻng sinh tồn, xẻng đa năng này, và bao ship đến tận nhà. Đây nhau ơi, đây là các bạn nhìn này. Đấy, mã của nó là bom bóc bà này, em đã kết nối này, các bạn nhìn chưa, đã kết nối đó, và sẽ vào mở nhạc bật cho bác nghe nhá. Các bác có thấy cái sự khác bọt không? Các bác nghe có thấy cái sự khác bọt do của những cái loa kia không? Nghe nó quá khác bọt luôn nhá. Đây, nghe tiếp qua nhá. Đấy, đập đây này, đập này, loa đập này, đập dã man luôn nhá. Đập rất là căng luôn, đập rung tay luôn nhá. Nghe hay dã man luôn. Nói chung là con này các bác về các bác nghe nhạc sàn, nhạc bolero, nhạc vàng, các kiểu nhạc. Nói chung là ở đây thì em sợ vi phạm bản quyền vì cái YouTube này nó siết chặt bản quyền nhạc nhẽo nên là nó hơi căng thẳng, nên là em không dám mở nhá. Đó thì em chỉ mở test một cái bàn này thôi. Đó thì nói chung là con này thì em chỉ cần mở đây các bác nghe thấy thẩm nó thấy phê rồi, thích rất thích luôn. Rung nha cực hay. Vậy nhá. Đấy, đây. Bật tiếp vào ba xem nào. Thấy không? Các bác có thấy đập dã man không? Đấy, nháy màu các kiểu luôn nhá. Nháy màu các kiểu luôn nhá. Đấy, nháy luôn nhá. Quá chất luôn. Rồi.
quá đẹp cho một cái con loa luôn các nhá, cực kỳ nghe hay, nghe cực kỳ chất luôn các nhá. Đấy thì các bác nào ưng con này thì vào việc luôn các nhá. Đấy, con này thì nói chung là nhà em bán thì quá nhiều rồi. Đấy, về cái dòng loa này đấy, mở to thì nói to nó đây, các bác sợ bác hơi giật mình đó, thì các bác lên mã cho em là cái con loa B3 đi. Đấy, B3 thực ra nó là bom bốc 3 đó, thì các bác lên mã nhanh chúng em sẽ là cái siêu phẩm là loa bom bốc 3 đấy, mã của nó chuẩn nếu mà hàng nguyên hộp như này, thì đây tên của nó sẽ là tên bom bốc 3 này, nhưng mà thì bên em sẽ lên nhanh mã luôn để bác dễ đọc này. Mã của nó sẽ là B3 đấy, B3 nhá, giá sẽ là đi 450k đấy, 450k và trong video hôm nay thì bên em cũng bao ship tận nhà luôn nhá, 450.000 một con loa bom bốc 3 hàng mới nguyên hộp như này. Đấy, bát căng chét sâu, đập cực kỳ chất lượng luôn nhá. Đấy, quá chất lượng một con loa nhá, cầm cực kỳ nặng chắc chắn. Đó, pin trâu. Đó, bát căng chét sâu, đập rất chất lượng luôn nhá. Đấy, quá ok luôn. Loa B3 nhá, giá sẽ là 450.000 một con. Bao ship tận nhà, hàng mới nguyên hộp coi nhá. Nhận hàng kiểm tra tất thử nghe thử ok thanh toán luôn nhá. Cái dòng dây điện hàng đúc này coi nhá. Đấy, dây điện hàng đúc này. Đó, cực kỳ ngon chất lượng. Dây này của nó là dây 2.5 coi nhá, dây 2.5. Đây các bạn nhìn này, đó Japan CU. Đấy, Japan là của Nhật này, CU tức đồng nhá. Đấy, nó là dạng đồng Nhật luôn nhá, cực kỳ ngon và chất lượng đồng cực kỳ và to. Đó, đây em sẽ tháo cho bác xem một cái cuộn 5m này. Cuộn này trên tay em là cầm là cuộn 5m coi nhá, cuộn 5m rất là to, dây cực kỳ to. Dây của nó là dạng dây mềm nhá, dạng dây mềm, các bạn nhìn này. Đây em cầm trên tay này, rất là mềm mại luôn. Đấy, mềm như da bé, mềm mịn, rất là thích luôn nhá, sở rất thích. Hàng này của nó sẽ là hàng ổ đúc liền luôn này, các bạn nhìn này, ổ đúc liền luôn, nên là các bác cứ thoải mái vật lộn như em với con này, thoải mái luôn, bao dùng bao thái luôn. Con này các bác mang đi công trình hoặc là các bác mua về dùng nhà có hay có sự kiện các bác dùng rất ok. Hàng của nó là ổ ra cũng đúc và ổ vào cũng đúc luôn nhá, dây là dây 2.5, cực kỳ ngon chất lượng. Đấy, dòng này thì em bán quá nhiều rồi. Đấy, bán cực kỳ nhiều rồi. Bao xài bao dùng bác luôn, bao đập bao test luôn các nhá, bao đập bao test luôn này. Đây, đập thoải mái nhá, riêng cái dòng ổ đúc này các bác cứ nện thoải mái nha, không vấn đề gì luôn, test tùng thoải mái đó. Con này thì một đầu vào và chân của nó chân tròn luôn nhá, chân tròn nên các bác rất là dễ cắm rồi, và ổ của nó là ba ổ đầu ra. Đấy, ba ổ đầu ra có đèn báo này. Đấy, ngoài ra có cái phần móc như này. Đấy, em sẽ cắm cho bác xem test về cái đèn báo này nhá. Đấy, cắm test bác xem về cái đèn báo này. Đó, có thấy không? Có thấy không? Đấy, nó sẽ lên đèn báo này. Đấy, nó có bóng báo luôn nhá, rất là ngon nhá, rất là tiện. Nói chung dùng rất là tiện luôn. Nó có cái bóng báo này các bác cắm thì nó rất là tiện luôn, các bác biết là nó có điện hay không. Đấy, rất là ok. Đấy, cực kỳ ngon chất lượng luôn. Đây, hàng này thì các bác cứ thoải mái đập phá cho. Thoải mái đập phá này. Đây, em mang búa đập luôn này. Thoải mái đập luôn các nhá. Đây, đấy, thoải mái đập luôn. Không vấn đề gì vì của nó, hàng của nó rất là bền, dạng nó ổ đúc mà, đập không vỡ này. Các nhìn này. Rất ngon luôn nhá, cực kỳ ok. Đấy, những cái dòng mà dây nó đúc liền này này. Đấy, có phần thân lò xo này không bị gập gãy này. Đấy, rất ok luôn nhá. Đây, đúc liền luôn, rất là ngon, cực kỳ ngon chất lượng luôn. Dây là dây 2.5, dây của Nhật các nhá. Đây, Japan CU này. Đó, thì đợt này về số lượng nhiều nhá, nên là giá rất tốt. Thì bên em có mấy cỡ nhá, mấy cỡ. Đây, cái con em vừa quay cho xem là cái con 5m này này. Đấy, một cái cuộn 5m của nó này. Đấy, tùy theo nhu cầu sử dụng thì các bác sử dụng nhá. Đấy, cuộn này của nó là cuộn 5m này. 5m. 5m các nhá. Đấy, cuộn này trên tay em đang cầm là cuộn 5m này. Đó, cuộn 5m. Rồi là có cái cuộn sau này. Thì là cái cuộn 10m này. Đấy, cuộn 10m các nhá. Đây, cái cuộn 10m của nó đây. Rất đẹp luôn. Đấy, rất to tét luôn các nhá. Đây, cuộn 10m đây. Hàng cực kỳ đẹp chất lượng luôn nhá. Đây. Dây 2.5 này. Đó, 2.5 nhá, 2.5 Japan này. Đó, cực kỳ ngon. Dây nét nẹt luôn. Các bạn nhìn này. Đấy, đây là cuộn 10m các nhá. Cuộn 10m này. Đấy, cuộn 10m. Rồi sau này thì là có cái cuộn 15m này. Đấy, 15m cũng rất là to tát luôn. Đấy, thì cứ tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bác sử dụng sao công việc cho nó phù hợp các nhá. Đó, cuộn này cuộn 15m này. Cực kỳ ngon chất lượng. Đây, cuộn 15m này. Rất là chất lượng luôn. Đó. Rồi đây là cái dòng cái cuộn dài nhất bên em đang bán, đó là cái cuộn 30m nhá. Đấy, cuộn 30m này. 30m thì của nó thì cực kỳ là khủng bố.
dài nặng luôn nhá, dài và nặng luôn, cực kỳ ngon, chất lượng luôn nhá. Đây con này cũng 30 mét này, đấy to dã man luôn nhá, đây to dã man ngàn luôn đó, rất chất lượng luôn. Hàng toàn bộ của nó là đúng như quận 5 mét kia vừa quay nhá, cũng đúc ổ đúc rồi là phích đúc luôn nhá, ổ đúc phích đúc thì nói chung là các bác dùng yên tâm, sử dụng không vấn đề gì cả, em bao dùng bao xài cho bác luôn nhá. Đấy cực kỳ ngon. Đấy là quận 3 mét đó nhá. Ở đây em sẽ đi vào báo giá này. Đó thì tổng quan đây, giá thì cái dòng 5 mét này thì bên em đang bán là 200.000. Đấy 200.000 nhá. 5 mét thì là 200.000. 10 mét thì là 330.000. 15 mét thì là 400.000. 30 mét thì là 650.000 các bác nhá. Đó thì đây. Đó, quay cho bác xem, các bác có thể cáp lại màn hình. Đó, để các bác nhớ về cái giá của nó này. Các bác alo em để em tư vấn cũng như là chốt đơn của bác nhá. Đấy 5 mét thì là 200, 10 mét thì là 330, 15 mét thì là 400 và 30 mét thì là 650.000. Đấy thì cơ bản em có 4 cái dòng dây như này. Đó để các bác có thể tham khảo lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà nó ưng ý nhất. Đó, phù hợp theo cái nhu cầu sử dụng của bác nhá. Nó không bị thừa nhiều quá và không bị thiếu. Đó thì tùy theo nhu cầu dụng thì các bác có thể mua cho mình những cái dòng dây điện nha. Đó, hàng này dùng thì cực kỳ chấm hết luôn. Đấy, dòng này các bác nói chung là các bác mua về cắm nồi lẩu, nồi lẹt các thứ nha, thoải mái. Rồi các bác những cái quận già này các bác mua về chiến công trình, chiến sự kiện thì chấm hết luôn. Đó, cái dòng này. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật cũng nhá. Đấy, Polikia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1200 mét các nhá. Đấy. Con này thì tổng quan một cái thiết kế nó rất hay. Đấy các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy ngoài ra các bác có thể là cầm như này các bác soi. Đó dùng rất tiện. Con này thì đa chức năng, các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy con rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy rất chắc chắn nhá. Các bác nhìn cái dàn led của nó này. Quá đẳng cấp luôn. Đấy đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó con đây là một cái giải led rất rộng rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy là độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy giờ tí nó sẽ test cho bác xem. Đó con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách nha. Đấy và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Nó kết hòa cùng kết hợp là những cái màu đen xám, nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy một cái thanh báo pin. Đó và đây là cái phần công tắc này. Đấy công tắc nhá. Đấy còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm đi bên kia sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy cắm cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm ở đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy làm sạc dự phòng. Đó cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Đó hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic. Đấy hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời ấy, các bác dùng cái con này. Đấy picnic hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn. Rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy một dạng đèn pin đa năng. Đấy cầm tay rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay. Rất là tiện luôn. Đó em sẽ đo về phần kích thước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18 cm nhá, 18 cm. Phần bản rộng này, bản rộng nó đây em sẽ đo đây, bản rộng của nó là khoảng tầm là 9,5 cm gần 10 cm nhá. Đấy khoảng tầm 10 cm, bản rộng là 10 cm. Chiều cao này, chiều cao thì nó là khoảng là đi 13 cm nhá, chiều cao khoảng tầm 13 cm. Đấy chiều cao là 13 cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn. Đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện. Hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây, em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. À đây đằng trước này thì các bác bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này. Đó một đèn này, hai chế độ sáng này, đó ba chế độ sáng. Đấy nó còn chế độ sáng rộng này,
thì bác dùng cái con này, các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này, đấy dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em, nó là một cái giải led ở đây rất sáng nhá, đây này các bác nhìn này, sáng dã man luôn đó. Em sẽ lấy để và quay cho các xem luôn đó. Rồi đấy là những cái chế độ sáng của bên bên này nhá, đấy bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này, bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này, đấy, đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó, đèn sáng rộng này có nhìn này, đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá này lên trần này, này. Đấy, các bác để này, các bác đá lên trần hoặc là các bác để soi xuống này, đấy, rất sáng nhá, cực kỳ sáng, đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này, đó rồi là có phần đèn đỏ nhá, đấy như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá, đấy hoặc là đèn cảnh báo đấy, đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo LED nhá, đấy nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương cứu hỏa đấy, thì hay có nháy kiểu đèn này, gọi là đèn nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá, đấy nháy cảnh báo rồi. Nó thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó, còn đèn pha xa thì ở bên này, đấy đèn pha xa này, nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng đây. Đó, tổng quan đây. Đấy, có vạch báo pin đầy đủ nhá, để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy, chủ động các bác sạc vào, dùng rất là tiện. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, cầm nắm rất là vừa tay. Đó, và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy, các bác rơi thoải mái vấn đề gì cũng đấy, rơi thoải mái vấn đề gì luôn, cực kỳ chắc chắn và ngon này. Đó thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này có nhá. Để mà nói thì cái con này trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bác nhìn này, sáng rộng và nó sáng xa có nhá. Đấy, sáng rộng và sáng xa có nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái bằng cái một cái đèn này thôi. Các nhìn này, cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá, sáng rất rộng luôn này, sáng như ban ngày luôn nhá. Các nhìn này, nét cứng luôn. Đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây con nhìn này, cột điện này, đấy sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá, đây này con nhìn này, bờ ruộng bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây, đấy sáng nhìn rõ một một luôn nhá. Đây quay xem này, đây con nhìn cái bụi chuối này, sáng kinh khủng không bác, sáng kinh khủng không, sáng dã man luôn. Đó, rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây, các nhìn bụi cây này. Con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim soi cò rồi soi trên cây này, sáng dã man luôn nhá. Đây này, ấy sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá, pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy, nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy, ở đây ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật, nhưng mà các bác cứ mua hàng các bác kiểm tra đấy, các bác soi thử đi, em sẽ đổi hành bảo trả cho các bác luôn. Nếu các bác nào không ưng về cái dòng đèn pin này, em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn, riêng với cái dòng đèn pin này bởi vì nó quá sáng luôn nhá. Đấy rồi, đấy đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây chế độ đèn sáng rộng này, chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá, đấy cũng rất là sáng nhá. Đấy, thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm ăn nước, rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy rồi, đây là ở phần bên này, đấy sẽ bật bên này chưa, đó bật bên này, đấy bật bên này có nhá, cũng rất là rộng nhá. Đấy, rất là rộng nhá. À, con này đây em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá, khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn, nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy, hai bên đều sáng luôn, nên là các bác có thể là để như này, các bác làm chiếu hai bên đấy, có thấy chưa, đấy nó sẽ sáng hai bên như này, đấy sáng hai bên này luôn này. Đấy, rất là đa di năng nhá, cực kỳ xịn sò chất lượng, các bác nhìn này, sáng dã man luôn nhá. Đây sáng kinh khủng luôn đó. Đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con này pin em đang đi này. Đấy, các bác nhìn này, đây các bác nhìn này, sáng dã man luôn nhá. Đây, đấy, đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhé các bác nhá. Đây, sáng như ban ngày luôn. Đây này, đấy, đây, các bác nhìn này. Đây, chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây, em tắt đi bác xem này. Đây, tất cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy, đấy, có nháy cảnh báo biết này, tắt đi này. Đấy, tối om luôn nhá, em bật lên này, sáng kinh khủng luôn. Các bác nhìn này, ui dồi, dã man luôn nhá, một cái con đèn thôi. Em phải công nhận nó sáng mà nó sáng rộng nhá. Đây, đây em sẽ bật cái cam rộng với bác xem nhé. Bật cái cam rộng này.
Đấy. Vào đây cam rộng luôn nhá. Đó, đây. Đây, đấy. Sáng dã man, rộng dã man luôn nhá. Đó đây. Bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây, chỉ có một cái con đèn này thôi nhá mà nó sáng kinh khủng luôn. Như ban ngày luôn nhá. Đấy. Rồi, đấy là về cái dòng đèn pin nha em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin hai đầu này. Đấy, đèn pin hai đầu, lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship bác luôn. Đèn hai đầu, đấy 350k, giá cũ, đấy giá cũ. Giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy, đèn hai đầu, đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá. Đấy, độ sáng cực cao luôn. Tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái lô tăm bông kháng khuẩn nhá. Các bác lên nhanh mã giúp em là dòng sản phẩm tăm bông kháng khuẩn cực kỳ chất lượng. Một hộp này thì bên em đang gửi bác là một hộp này sẽ là 200 chiếc nhá. Đấy, một hộp 200 chiếc thì bác cứ về dùng cho em thoải mái luôn. Đấy, nó là dòng tăm bông kháng khuẩn luôn, cực kỳ xịn. Đó đây. Một hộp 200 chiếc tăm bông kháng khuẩn nha. Đấy, toàn bộ tăm sẽ được kháng khuẩn nhá và sử dụng sẽ là dòng bông cốt tông. Đấy, bông cốt tông thì các bác yên tâm là cực kỳ lành tính rồi. Đấy, sử dụng rất ok và tiệt trùng khử khuẩn 100% em luôn. Đó, một hộp 200 chiếc này sẽ có hai đầu nhá. Lưu ý cho em là dòng này sẽ là dòng hai đầu. Đó, dòng tăm bông hai đầu. Lên mã nhanh giúp em sẽ là tăm bông nhá. Đấy, hộp tăm bông này, hộp tăm bông. Hộp tăm bông này thì hiện tại em đang gửi các bác một cái giá cũng rất là hạt rẻ và bình dân. 20k cho một cái hộp 200 cây nhá. 200 cái. Đấy, 200 cây tăm bông mà giá cũng chỉ có 20k thôi. Tính ra quá rẻ vậy. Lại còn tăm bông hai đầu, tăm bông cốt tông khử khuẩn 100% nhá. Dùng rất ok luôn. Đấy, cực kỳ xịn sò, giá rất tốt nhá. Theo điều này bên shop lại tiếp tục về đó là cái dòng siêu phẩm vật muỗi. Đấy, vật muỗi đứng nhá. Các bác lên mã giúp nhanh giúp em sẽ là vật muỗi đứng này. Vật muỗi đứng. Đó, con này là dòng vật muỗi đứng chứ không phải vật muỗi gấp nhá. Vật muỗi đứng giá sẽ là 140.000 cho một cái lô vật muỗi đứng nha. Hàng thì sẽ là hàng mới nguyên hộp nhá. Vật muỗi đứng hàng mới nguyên hộp luôn, rất là xịn. Đó, rất chất lượng. Này thì bên em bán quá nhiều rồi và các bác sử dụng dùng rất ok luôn. Dòng này thì nó sử dụng với pin sẽ là pin 18650 nên là có yên tâm là ví dụ sau này mà có hỏng hóc là các bác vẫn có thể là thay thế sửa chữa thoải mái luôn nhá. Đấy, hàng mới nguyên hộp đóng gói rất là kỹ càng nhá. Bọc xốp các thứ đầy đủ này. Đấy, 140.000 một chiếc nhá. Đây. Bộ sản phẩm sẽ gồm có là một cái vật muỗi này, đi kèm thì sẽ có là một cái đế sạc này. Đấy, đây là cái đế sạc. Cái đế này thì về các bác cắm với nguồn điện 5V, cắm chung với củ sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác sạc cho nó thôi. Đấy, còn nếu các bác muốn sạc thì các bác cắm ở đây. Đấy, cắm ở đây thì sẽ báo đèn lên và để các bác sạc nhá. Đây là cái đèn báo pin này, đèn báo sạc này. Còn đây là nút bấm này. Đấy, nút bấm nhá, để khi bác vật muỗi này. Ngoài ra thì con này nó tích hợp là vừa mật muỗi vừa là có đèn bắt muỗi luôn. Đấy thì các bác muốn bật chế độ vật muỗi bình thường thì ấn giúp em chế độ on 1 này, bấm vào đây. Nó lên đèn này là chế độ vật muỗi bình thường. Đấy thì khi mà vật bay vào cái là nói chung là đi luôn nhá. Đấy, rất là nhạy. Đây con nhá. Đấy, vật bay vào cái nói chung là cứ đi luôn thôi. Con này thì nói chung là nó là dòng cao cấp rồi nên các bác nghe tiếng điện nó đánh rất là khỏe luôn này. Đấy, đánh cứ phát nào là ra phát đấy luôn. Đấy, đánh rất dứt khoát mà rất là nhạy nhá. Đây. Dòng này nói chung là các bác sử dụng nên cẩn thận nhá. Chẳng may mình có thò tay vào cái là nó giật cũng tê phết đấy các bạn. Bữa trước em bị phát rồi. Giật rúng người luôn đấy, giật khỏe lắm các bạn. Đây. Ở đây à. Đấy, thấy không? Đúng như dùi cu điện luôn, giật rất khỏe nhá. Đây là chế độ vật muỗi bình thường. Còn nếu các bác muốn đẩy lên chế độ đèn ăn muỗi này, đẩy lên on 2 cho em nhá. Đấy, nó sẽ ở chế độ on 2. Thì nó sẽ sáng lên cái chế độ đèn ăn muỗi này. Hiện đây. Gạt cái công tắc xuống. Đấy, thấy không? Đây nó lên chế độ đèn ăn muỗi này thì nó cứ sẽ sáng tràn như này. Thì ở đây nó là cái ánh sáng màu xanh, nó sẽ thu hút cái muỗi nó vào. Thì dụ cái muỗi nó vào nhá, thì khi mà muỗi bay vào này, đấy dụ muỗi cái ánh sáng xanh thì muỗi rất là thích này. Muỗi bay vào cái thì bay về là cứ tự động cái bay vào là tóe lửa thôi. Đấy. Muỗi nó cứ đậu vào là cái nó đi luôn thôi. Đấy, xong rồi đánh rất khỏe ạ, điện này. Thấy không? Đó, rất ok nhá. Đấy là chế độ đèn bắt muỗi. Rồi. Tổng quan về cái siêu phẩm vừa vật muỗi vừa làm đèn ăn muỗi. Giá thì cũng rất là hợp lý nhá. Cả. Giá cũng rất là hợp lý nhá. Chỉ có là đi 140.000, 140k. Vừa có tích hợp là
vật muỗi này, rồi là có tích hợp đèn lấn muỗi và cắm chung với củ sạc điện thoại nhà mình, các bác sạc thôi, sử dụng là sẽ là pin 18650 đó, thì các bác rất là dễ dàng sử dụng và thay thế này. Con này thì đây, nhà quảng cáo đưa ra thì sản xuất, thông số sản xuất đưa ra thì nó lên đến dòng điện, nó lên đến định mức sẽ là 3000V, nên cũng yên tâm là nó giật rất là khỏe nhá. Đấy, giật cực kỳ khỏe luôn. Đó, dòng này là dòng đời mới, dòng cao cấp rồi. Nên là nó hỗ trợ về cái tính năng điện, nó nói chung là rất là tốt. Đấy, nó đẩy điện, dòng điện lên rất là khỏe luôn. Đấy, vật muỗi đứng giá sẽ là 140k nhá, hàng mới hộp luôn. Rồi sản phẩm tiếp theo đêm nay bên shop tiếp tục lại về đó là cái siêu phẩm là cái khay hoa quả này. Đấy, lên mã giúp cho em là cái khay đựng hoa quả nhá. Và là các bác có thể là mua về đựng những cái đồ khô thứ vào. Đấy, đồ khô đồ ướt các thứ thoải mái. Đó, dòng này là dạng khay khay này nhá. Bên em thì đang gửi cho bác một cái khay, nó là dạng khay kẽm nhá, khay kẽm. Đó, lên mã giúp cho em là cái khay đựng hoa quả. Đó, khay đựng hoa quả này. Khay hoa quả. Khay hoa quả này thì giá thì sẽ là đi 25k một chiếc nhá. Đấy, đấy là giá bán lẻ một chiếc thì giá sẽ là 25k. Còn nếu mà các bác mua theo combo 5 chiếc, lên mã giúp cho em sẽ là combo 5 chiếc khay hoa quả như này thì giá sẽ là đi 110k thôi. Đấy, nếu mà lấy 5 chiếc thì giá sẽ là 110k. Còn nếu lấy lẻ một hộp thì giá một chiếc thì giá sẽ là 25k. Còn nếu mà lấy lẻ 5 chiếc thì giá sẽ là 110k. Đấy, tùy nhu cầu các bác lấy nhau được. Nó là dòng sản phẩm khay kẽm. Đấy, khay kẽm nhá, dùng rất ok, đựng những cái đồ khô, đồ ướt các thứ ra. Đấy, rồi view như các bác có đồ nướng các thứ ra, các bác đựng đây được. Đấy, bánh mì các thứ ra, dùng rất hay nhá, cực kỳ chất lượng luôn này. Dày dẫn chắc chắn và ngon này. Khay khay hoa quả nhá, 25k một chiếc. Đó, lấy lẻ, còn nếu bác lấy cả 5 chiếc thì combo giá sẽ là 110k nhá, tùy nhu cầu. Sản phẩm thuốc xịt xoang, hàng bên shop để tiếp tục về để phục vụ các bác này. Đấy, sản phẩm thuốc xịt xoang nhá. Xịt xoang mũi, đợt này đang trong mũi, đợt này đang Covid này, rồi đang thay đổi thời tiết. Đấy, bác nào mà viêm mũi dị ứng, viêm xoang các thứ xem, dùng con này rất ok. Đấy, thuốc xịt xoang nhá, thuốc xịt xoang. Thuốc xịt xoang này thì giá của nó sẽ là đi 40k nhá. Nó là dạng xịt. Đấy, nó là dạng xịt, một chai xịt này sẽ là 20 ml. Đấy, xịt cực kỳ nhạy luôn ạ. Xịt. Con này xịt này thì mình em bán rất là nhiều rồi. Đấy, nó là dạng xịt nha. Đấy thì về quá cứ cắm trực tiếp vào phần lỗ mũi, sau đó là mình bóp thôi. Đấy là bắt đầu là dung dịch nó ra có thế thôi. Rất là dễ dàng dùng thôi nhá. Một hộp này sẽ là 20 ml. Toàn bộ thì dòng này nó là dòng sản phẩm thảo mộc từ thiên nhiên, nên là các bác dùng nó không bao giờ lo dị ứng, dù là có vấn đề gì. Đó, dùng rất ok. Đấy, nói chung là các bác cứ xịt vào cho em thì cứ thông mũi mát họng luôn. Bác nào viêm mũi dị ứng, viêm xoang. Đấy, đợt này đang Covid thay đổi thời tiết nhiều. Đấy, nhiều bác mũi ngạt mũi thì các bác xịt cho em nhá. 40k cho một hộp thuốc xịt xoang, xịt mũi này nhá. Lên mã giúp cho em là thuốc xịt xoang này. Xịt xoang. Đấy, xịt xoang, giá sẽ là 40k một hộp xịt xoang nào. Cái sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái giá đỡ bát sen này. Đấy, nhà các bác mà hay có những cái sen mà đặc biệt là cái giá đỡ là nó bị hỏng mà các bác mua thì ngại lắp rồi là nó lỉnh kỉnh, thì các bác mua trong cái giá đỡ về, nó là dòng giá đỡ thông minh đời mới bây giờ. Đấy, nó không cần phải khoan lỗ hay đục tường gì, vừa xấu vừa mất công mất thời gian, thì các bác mua cho em cái này về. Đấy thì nó ở đây nó có một lớp keo dán này, về các bác cho em ra, bóc cái lớp bảo vệ keo ra, bóc ra sau đó các bác vệ sinh và lau khô sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần dán. Đấy, sau đó các bác lau khô sạch sẽ rồi thì các bác bóc ra, sau đó các bác dán trực tiếp vào. Đấy, và các bác miết cho em vào. Đấy, và khi mà các bác dán lên thì đây nó có cái chiều này, dán lên cho em và các bác sử dụng là đeo cài cái tay sen tắm của nhà mình vào nhá, mà chắc cực kỳ luôn. Đấy, các bác dán lên chắc lắm. Đấy, như em cũng đang xài một cái này chắc lắm, em dán em dùng ở tầm 2 năm nay không vấn đề gì cả, không có bong chóc hay vấn đề luôn. Đấy, mà trước khi dán giúp em là vệ sinh, các bác vệ sinh sạch sẽ anh em nhá. Đó thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái giá đỡ bát sen. Đấy, dán tường, giá đỡ bát sen dán tường bên em đang gửi bác là 30.000 một cái này, chỉ có 30.000 thôi mà giá hạt rẻ mà dùng tiện cực kỳ luôn. Đây, cái này thực tế thì em đang xài đây. Đấy, thực tế thì em đang xài nhá, dùng tiện lắm đó, về các bác không phải khoan lỗ liếc gì cả, về chỉ việc là vệ sinh sạch sẽ xong rồi các bác dán vào là xài thôi nhá. 30.000 một cái này. Đó, về các bác cài cái sen lên. Đó, mình tắm xong mình cài sen nó tiện lắm. Tiếp theo thì lên nhanh cho bác đó là cái cây kìm xanh, cái cây kìm để các bác dùng để cắt chân linh kiện này. Đấy, cắt ví dụ cắt dây điện rồi cắt chân linh kiện rất là sắc luôn. Hàng này thì bao sắc bác luôn này. Các bác nhìn này. Ở đây không? Sắc bén dã man luôn. Đây. Đấy, cái bìa này nó còn cắt được, chứ còn ví dụ những cái dạng dây mạch, dây chân linh kiện thì nó bấm phát một nhá, bấm sắc lắm. Đó thì em báo giá luôn. Cây này thì bên em cũng đang xả kho cây này. Giá nó chỉ có là đi 20.000 một cây nhá, 20k thôi. 20k một cái cây kìm xanh
cắt chân linh kiện nha. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái cây kìm xanh cắt chân linh kiện nha, 20k một cây. Đây có nhìn cái phần lưỡi thôi, lưỡi sắc lắm, cắt ngọt lắm, cắt bấm dây điện rồi là bấm chân linh kiện ngọt cực kỳ luôn, 20k một cây. Hoặc là thậm chí các bác có thể cắt móng tay luôn nhá, 20k một cây nha. À, nhiều bác cũng hỏi bên em là có nhựa thông không, thì đây anh em có cái mã nhựa thông nha. Đấy, nó một hũ nhỏ nhỏ thôi. Đấy, nhưng mà dùng nói chung là bác nào dùng ít hoặc là hàng gọi là vừa vừa dùng gia đình thì một hũ này dùng cũng thoải mái chắc cả 5 giờ luôn nhá, một hũ. Nhưng mà nhìn thường rất là nhiều đấy đó, thì lên mã giúp cho em sẽ là cái hũ nhựa thông nhỏ nhỏ nha. Giá em đang bán một hũ này thì tiền nó nhỏ thôi, nó nhỏ nên tiền nó nhỏ nhá, 10.000 hũ nhá, 10.000 một cái hũ nhựa thông nha. Đấy, chỉ có 10.000 một cái hũ, lên mã em sẽ là cái nhựa thông nhá. Đấy, hộp nhựa thông 10k một hộp nhựa thông nha, có nhá, 10k một hộp nhựa thông. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái nhíp kẹp này, nhíp kẹp để về các bác gấp những cái dạng linh kiện nhỏ này, hoặc là ví dụ như là các bác hay có những cái tổ yến các bác dùng để các bác gấp lông nó ra ấy, thì đây nó là một cái dụng cụ này về dùng rất hay. Đấy, hàng của Vtut này rất là ok, mã này ST10. Con này cái phần đầu nhọn của nó nhọn như kim luôn, nên là những cái sợi tóc nhỏ ti này là nó có thể là gấp được luôn. Đấy, những cái sợi tóc nhỏ ti này nó có thể gấp được luôn đó, nó rất là ok. Đây để em ví dụ đây. Đấy, có những cái ví dụ sợi tóc nó nhỏ nhỏ này. Đấy, gấp ra ok nhá. Đấy, rồi những cái bìa to to này cũng có thể gấp được luôn. Đấy, con này gấp ngon lắm. Đấy, gấp cực kỳ ngon luôn. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây nhíp kẹp nhá. Đấy, cái cây nhíp kẹp đó, bên em đang gửi bác một cái cây nhíp kẹp này là 15.000 một cây nhá, 15k một cây. Đấy, hàng của nó cũng mới nguyên vỉ này, mà tiện cực kỳ, dùng nhiều khi cần dùng đấy. Nhiều khi các bác gấp những cái chi tiết nhỏ các bác cần dùng cái con này, hoặc là anh chăm cho anh em thợ thiền làm linh kiện điện tử gấp những cái con linh kiện nhỏ cũng ok luôn. 15k nhá, lên mã em dưới cái cây nhíp kẹp 15k một cây. Đấy, 15.000 một cây nhíp kẹp nha. Tiếp theo thì ở đây lên luôn cho bác đó là cái mã pin 12V 23A. Đấy, chuyên dùng cho bác lắp ở điều khiển từ xa, remote điều khiển từ xa, cửa cuốn này, rồi những cái điều khiển từ xa mà bây giờ pin nó toàn dùng những cái pin này thôi. Đấy, cái pin này nó rất là dị, mà bình thường là thị trường các bác kiếm ở ngoài cửa hàng rất là khó vì rất ít người ta bán cái pin này. Đấy, thì bên em có pin này đó, giá thì nó cũng hạt rẻ, 10.000 có nhá, 10.000 một viên như này. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái pin 23A. Đấy, pin 23A 12V. Đấy, 23A 12V này. Đấy, nó nhỏ nhỏ như cái đốt ngón tay em này. Đấy, nhỏ nhỏ nó đốt ngón tay này đó, thấy không. Giá bên em đang gửi bán là 10.000. Đấy, chuyên dùng cho những cái dạng cửa cuốn nó hay dùng cái pin này, hoặc là những cái điều khiển từ xa, những cái bộ điều khiển từ xa nó hay dùng những cái pin này. Đấy, thì các bác nếu mà điều khiển ra hết pin hoặc là những cái thiết bị hết pin thì các bác mua pin này về các bác thay cho nó ok. Đấy, pin công suất 23 12V đó, 10.000 đúng nhá, 10.000. Đấy, cứ bán lẻ các bác là 10.000 một viên nha, lấy bao nhiêu viên tính bấy nhiêu tiền đó, 10.000 một viên. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái rắc tẩu cái này. Đấy, cái tẩu này chắc là nhiều bác hay yêu tô rồi các bác hay biết này. Đấy, còn có khi là nhiều bác chưa biết thì đây em giới thiệu luôn. Đấy, nó là sẽ gồm có là hai cái kẹp, thì về các bác kẹp vào trong bình ắc quy, kẹp vào trong cái nguồn điện 12V ấy, hoặc là điện DC điện 24V ấy, và khi nó sẽ ra là một cái tẩu cái này để các bác cắm những cái con đực vào. Đấy, nó sẽ có những con đực đi theo, ví dụ như là những cái quạt này, rồi là những cái thiết bị nó dùng có những cái con đực, hoặc là những cái bơm tẩu ấy, nó dùng có những cái con đực ấy, để các bác cắm cái con đực vào cái con cái này thì nó sẽ cấp nguồn và nó sẽ sử dụng được các nhá. Đấy, thì con này chuyên dùng cho bình ắc quy. Đấy, kẹp vào cho những cái bình ắc quy hoặc là những thiết bị sử dụng điện 12V là dùng con này là ok. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái tẩu cái nhá, tẩu cái đây, hình dáng nó sẽ như này. Đấy, cái tẩu cái này trên ô tô hay có này. Đấy, các bác dùng cái rắc đực các bác cắm ở đây nó sẽ cấp nguồn được cho nó. Đó, tẩu cái bên em đang gửi bác một cái tẩu cái này là 40.000 một cái nhá, 40.000 thôi, 40k. Đấy, cứ lên mã giúp em sẽ cái đầu tẩu cái. Đấy, đầu tẩu cái nó gọi là đầu tẩu cái, 40.000 một cái. Sách nói song ngữ này. Đấy, một quyển sách nói vừa có hình vừa có cả giọng nói rất là hay luôn. Đấy, mà cái con này nó có cả hai ngôn ngữ tiếng Anh tiếng Việt luôn nhá, để về cho các bé thì mình học rất là tiện dụng, sách quý song ngữ cho trẻ em này. Phát triển trí tuệ con trẻ là trợ thủ tuyệt vời cho con này, minh họa sinh động là hứng thú này, sản phẩm từ kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm, hướng dẫn tuyệt vời giúp bạn nhập môn nhanh chóng nhá. Đó, bằng cách nhận biết chữ cái song ngữ này, kiến thức toán học này, từ ngữ thông dụng và thực phẩm này, nhận biết màu sắc hình học thế giới động vật đó, thì đây nó hướng dẫn sử dụng đây luôn. Thì cái con này nó rất nhiều nội dung khác nhau, nó hơn 300 nội dung nhá. Nó sẽ có hình ảnh này, rồi là có chữ này, rồi là có cả giọng nói tiếng nói cho các bé. Nếu mà các bé nào chưa đọc thì các bé có thể nghe nhá. Đấy, nghe và đọc theo. Đó, nó rất là thông minh luôn. Cái này thì giá nó hạt rẻ mà nó cũng rất là hữu ích cho các bé nhà mình. Giá thì em báo luôn, lên mã giúp em sẽ là quyển sách nói. Cái này thì bên em đang gửi bác, giá của nó sẽ là 110.000 cho một quyển sách nói này. Đấy, 110.000 một quyển nhá. Mua về cho bé nhà mình học rất là ok luôn.
hơn 300 nội dung mà dùng tiện lắm. Về thì các bác mở cho cái nắp này ra. Đấy, sau đó các bác mua cho em 3 viên pin nhé. Hàng này thì bên em là gửi chỉ nguyên sách không nhé. Thì về các bác chịu khó là các bác mua giúp em là 3 cái viên pin con thỏ các bác lắp vào. Đó thì về các bác lắp cho em 3 viên pin con thỏ vào, sau đó các bác bật lên các bác xài thôi. Đây như em hướng dẫn các bác sử dụng luôn này. Thì khi mà về các bác mở ra, sau đó là ở đây nó sẽ có hai cái nút nguồn nhá. Cái nút nguồn đầu tiên đó là cái nút nguồn màu xanh nó bên này, thì các bác sẽ bấm vào đây. Bé ơi, chào bé, hãy thử nhấn nút nhé. Đấy. Thì nó sẽ khởi động lên là khởi động cái quyển sách nhá. Và cái nút thứ hai đó là cái nút khởi động của trang nhá. Nó sẽ có từng trang một riêng biệt nhá. Đấy, ví dụ các bác bấm vào trang này thì các bác bấm cho nút ở đây thì nó sẽ hiện lên trang này. Đó, đấy thì nhìn thấy nội dung nào bấm nội dung đấy thì nó sẽ kêu lên các nhá. Nó sẽ kêu lên và có hình ảnh các thứ kèm minh họa luôn, rất là hay. Nếu mà muốn sang trang tiếp theo thì các bác lại bấm cho em cái nút ở trang tiếp theo, nút màu cam ở trang tiếp theo này. Đấy, bấm này. Quả thanh long, đàn piano. Đó, còn nếu mà view các bác không bấm ấy thì view các bác mở sang trang tiếp nhá, các bác bấm này. Đấy thì nó vẫn ở trang cũ, nó không chuyển lên trang mới đâu. Các bác muốn chuyển sang trang mới là các bác phải bấm lại cái nút này cho em. Đấy. Bấm tiếp này. Đó, cái này là ngôn ngữ tiếng Anh nhá. Đấy, thì nó sẽ có tiếng Anh, tiếng Việt này, rồi là có nhân vật này, bố mẹ này, động vật này, phương tiện giao thông. Cái này nó hơn 300 nội dung cơ, toàn những cái nội dung cơ bản dành cho các bé nhá. Nên là rất là hữu ích luôn cho các bé biết được nhiều kiến thức hơn nhá. Đó, thì lên mã giúp em sẽ là cái quyển sách nói, giá bên em đang gửi bác là 110.000. Hàng này thì bên em gửi thì sẽ không có kèm pin nhá. Nhắc lại với các bác là không có kèm pin, thì về các bác tự mua pin các bác lắp vào nhá. Đấy, tự mua pin các bác lắp vào. Đấy, giá sẽ là 110.000 một quyển sách nói song ngữ hơn 300 nội dung nha. Rồi, một cái sản phẩm tiếp theo thì đó là cái mã kính nhà hàng. Thì hôm nay lâu lâu quay cái mã này và hôm nay em cũng lên mã xả kho mã luôn. Đó, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái kính hàn điện tử, kính hàn tự động nhá. Cái con này khi mà các bác hàn nó sẽ tự động nó tối lại, rất là hay luôn, rất là thông minh. Cho các bác dân hàn xì, anh em thợ thuyền dùng cực kỳ tiện, bảo vệ đôi mắt của bác nhá, rất là an toàn luôn. Thì em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ là cái kính hàn. Kính hàn này thì hôm nay em xả kho luôn, bữa trước đang bán bác là 200.000, hôm nay em về với bác mức giá rất dễ mua luôn, 120.000 một cái nhá, 120k. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái kính hàn thông minh. Đấy, kính hàn thông minh nhá, 120.000 một cái đây. Để em test cho bác về cái chức năng của nó này. Đấy, con này thì về các bác cứ đeo vào mắt bình thường thôi. Đấy, và các bác hàn. Đấy. Hàng nó mới nguyên vỉ này. Đấy, mới kem nguyên vỉ. Hàng này thì của Kabushi nhá, chứ không phải hàng trôi nổi đâu các bác nhá. Đấy, hàng hãng của Kabushi luôn. Đó. Có dây đeo sau đầu, nếu mà các bác hay trèo leo nhiều. Đấy, kính hay bị rơi thì các bác đeo cái dây vào cho em, còn không thì mình đeo bình thường đâu. Thì về các bác bóc cho em mấy cái lớp siêu ra, ở đây nó có mấy cái lớp siêu này. Đấy, các bác bóc vào cho em. Bóc vào nhá. Đó. Bóc ra này, rồi là các bác bóc cho em cả cái lớp này ra này, bóc hết ra. Đấy, bóc hết ra. Sau đó là các bác đeo vào, các bác nhìn bình thường. Thì khi mà các bác đeo vào nhìn thì cái con này các bác vẫn nhìn như bình thường này. Đấy, vẫn nhìn như bình thường, các bác nhìn thấy không? Vẫn nhìn thấy bên dưới tay em này. Đấy, tay nó vẫy vẫn nhìn thấy này. Đấy, vẫn nhìn thấy các bác nhá, vẫn nhìn thấy rất là hay. Còn ví dụ khi mà các bác lé một tia hàn lên, đấy thì em sẽ bật cho bác coi. Đấy, ở đây em có một cái đèn pin này, nó có chế độ nháy này. Đấy, để em bật lên cho bác coi nhá. Đây, có đợi một chút. Đây, khi mà nháy lên này. Đấy, khi mà nháy này. Đấy, con này đèn nó không, đèn cái đèn nó nháy hết tối, để em lấy cái đèn khác. Đây nha, đây bình thường là các bác sẽ nhìn thấy bình thường nhá. Đấy, còn ví dụ như là đây em đang dùng một cái đèn pin mà nó nháy nháy kiểu tia hàn em díu này. Các thấy không? Tối đen luôn. Bỏ ra này, đấy là nhìn luôn. Dí vào này, đấy tối đen luôn. Đấy, bỏ ra cái nó lại nhìn đấy nhá. Dí vào phát này, tối đen xì luôn. Đấy, nên rất là thông minh. Bình thường là các bác cứ phải nhắm mắt các thứ này nó đau mắt. Đấy, nhắm mắt đau mắt nhiều mỏi mắt thì các bác cái con này tự động nó sẽ tối luôn. Đấy, tự động nó sẽ tối luôn. Nó thiết kế hoạt động rất là thông minh, rất là hay. Đó. Và kính nhìn cực kỳ trong, nhìn rất sắc nét nhá. Đó thì đang là giảm giá xả kho đấy, chỉ còn có 120.000 cái thôi. Giá rất tốt luôn. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái kính hàn của Kabushi nhá. Kính hàn thông minh của Kabushi. 120.000 một cái này. 120.000 một cái này. Tiếp theo thì lên nhanh cho bác, đó là cái mã dao chặt C3 này. Con này về các bác chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương, thái được luôn cho em, rất sắc bén. Đó đây, thiết kế phần trên này làm vân nhám để không bị khi các bác thái chặt không bị dính nhá. Phần dưới làm trơn bình thường. Tay cầm thì cán nha, rất chắc chắn luôn. Hàng này của nó sẽ hàng liền thân này, từ trên đến dưới luôn, nên khi mà các bác xài không lo nó bị long chui long cán, không lo bị gãy nhá. Hàng của nó thì sẽ là hàng ba đinh tán nha, rất chắc chắn.
về các bác chặt gà vịt thịt xương nó ok, có cả phần lỗ đeo dao luôn. Đó, con này đặc biệt là cho chị em phụ nữ thì cầm rất vừa tay. Đó, nó nặng khoảng tầm 4-5 lạng nhé, khoảng tầm 4-500 gram. Nói chung là cầm rất vừa tay. Bác nào mà tay yếu sáng này ok, mà sắc cực kỳ luôn các bạn. Con này em cũng không rõ nó bằng cái chất thép gì, nhưng mà như em đang xài một con này xài tầm hơn 2 năm nay, sắc lắm. Mà nó sắc lâu cực kỳ luôn. Đấy, về các bác dùng nghiện con này luôn. Thật sự các bác dùng thích cực kỳ. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao chặt. Mã của nó sẽ là dao chặt C3 nhá. Đấy, dao chặt C3. Cây này thì em bán cực kỳ nhiều rồi. Đấy, các bác dùng phản hồi cũng rất ok. Báo giá luôn 100.000 một cây thôi. Đấy, chỉ có 100.000 một cây. Bỏ ra giúp em 100.000 mua cho em một con dao chặt này về các bác xài rất ok luôn. Đấy, chặt này, chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương này, thái ok luôn này, sắc bén cực kỳ. Đấy, bảo hành sắc các bác luôn nhá, dùng ok lắm. Dao chặt C3 100k một cây quá nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là một cái dụng cụ nhà bếp này, đó là cái ép tỏi của Đức quá nhá. Lên mã em sẽ là cái ép tỏi của Đức của thương hiệu Willing. Đó, thì về các bác cho hành cho tỏi đây các bác ép này. Bình thường là các bác cứ phải băm nhá. Băm nó rất là mất công, rồi là cứ phải lỉnh kỉnh. Đấy, cho đây có ép cái nát luôn. Đấy, cho đây ép cái nát luôn nhá, rất ok. Đó. Rất xịn sò, chắc chắn lắm, dày cực kỳ luôn. Con này dày lắm. Nó làm rất dày mà chắc cực kỳ. Cho đây ép cái xong. Đó. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái ép tỏi của Đức nhá. Ép tỏi của Đức. Con này thì giá của nó sẽ là đi giá nó thì cũng hạt rẻ thôi, 60k nhá, 60k một cái ép tỏi này, chỉ có 60.000 một cái, giá hạt rẻ mà tiện cực kỳ, dùng nhà bếp ok. Rồi, một cái sản phẩm rất hay đó là cái xi đánh giày này. Đấy, các bác cứ lên mạng em sẽ là cái hộp xi đánh giày hoặc là đánh bóng đồ da đều được nhá. Đấy, xi đánh giày hoặc đánh bóng đồ da đều được. Thì một cái sản phẩm này sẽ gồm có là một cái lọ nước tẩy rửa này. Đấy thì đây là cái lọ nước tẩy rửa để các bác tẩy rửa sạch sẽ cái phần cái chỗ mà các bác muốn đánh đi, sau đó các bác dùng cái miếng này các bác đánh lại cho em. Đấy, các bác đánh lại cho em. Đặc biệt là các bác đánh giày da, đồ áo da, tại khi mà các bác đánh lại nó rất là bóng mà nó bảo quản cái đồ da nó không bị ẩm, không bị mốc đâu nhá. Nó có một cái lớp kiểu dạng màng dầu thực vật ấy. Đấy, khi mà các bác đánh vào nó không lo nó bị mốc hay bị ẩm, bảo quản đồ da rồi là tạo độ bóng, độ mới cho da, cho giày da, cho đồ da của mình nhá. Rất ok luôn. Đây. Đấy, nó là một cái miếng bông này, bên trong nó tẩm những cái chất làm bóng rồi nên dùng rất ok. Đấy, và đi kèm là một cái lọ nước tẩy nha. Đấy, những cái chỗ nào mà bẩn thì các bác dùng cái lọ các bác tẩy, sau đó các bác dùng cái lọ cái miếng này các bác đánh, các bác làm bóng cho em rất ok. Đây em đánh cho bác coi này. À, giới thiệu lại với bác một chút các bác nhá. Cái lọ này nó là cái lọ, nó cũng là cái lọ nước bóng luôn. Thì ví dụ như là cái miếng này mà nó hết này là các bác đổ vào đây. Đấy, các bác đổ bít lên tẩm vào cho nó đậm đậm lên, sau đó các bác đánh vào thì như em vừa đánh này, đánh đồ da cái nhìn nó bóng luôn này. Đấy, em vừa đánh vào cái dép da em này, bóng luôn, rất là hay. Đấy thì đó là cái lọ nước thêm nhá. Đấy, thêm nó thêm kèm thêm một cái lọ này là khi mà hết là các bác lấy cái này, các bác đổ đem ít, chấm đem ít cho nó ngấm vào, sau đó các bác lại dùng cái miếng này các bác đánh, đánh cho em nhá. Đó thì làm bóng đồ da, đồ giày. Đấy, làm bóng rất ok. Đây là con gì tay em bóng luôn này. Đấy, vừa cầm thì cái bóng luôn. Đấy. Rồi là nó giữ cho đồ da, đồ giày được bền hơn nhá. Đó thì em báo giá luôn. Thì một cái bộ này nó sẽ gồm có là gửi cho bác là một cái lọ như này và kèm là một cái hộp như này nữa là 30.000 nhá, 30.000. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái xi đánh bóng xi xi đánh bóng giày. Đấy, xi đánh bóng giày da, giày dép này. 30k nhá, 30k. Đấy, sẽ gồm có là một cái hộp này và một cái lọ này và một cái miếng này là 30.000 một bộ này có nhá. Tiếp theo thì lên nhanh cho bác đó là cái mã dao sưu tầm này. Về các bác dùng để sưu tầm, dùng chơi. Đấy, hoặc ví dụ đi rừng, đi phượt, đi picnic, đi chơi, mình có con dao mình để gọt hoa quả rất ok. Đấy, nó nhỏ thôi, nhỏ xinh. Đó, rất là đẹp nhá. Mà giá thì hạt rẻ bình dân, đựng trong một chiếc bao rất đẹp nha. Đó. Lên mã giúp em sẽ là cái cây dao sưu tầm, mã sẽ là dao S1 này. Mã dao S1 nhá. Em báo giá luôn. Bên em gửi bác là 30.000. 30.000 một cây dao mã S1 nhá. Đấy, 30.000 một cây. Đấy, nhỏ xinh nha. Về gọt hoa quả, đi rừng, đi phượt, đi chơi hoặc là các bác dùng để sưu tầm cũng rất là đẹp luôn. Đó. 30k một cái nhá. Dao sưu tầm S1. Tiếp theo thì lên cho bác đó là cái mã, đó là cái máy đánh trứng này, rồi là các bác dùng để đánh trứng, rồi các bác tạo bọt cà phê. Đấy, cũng rất là tiện luôn. Đó thì em báo giá luôn. Con này thì giá hạt rẻ thôi. Chỉ có 30.000 một cái thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân mà dùng cực kỳ tiện luôn. Lên mã cho em xem cái máy đánh trứng, nhá. Hoặc là tạo bọt cà phê đều được. 30.000 một cái. Đấy, 30.000 một cái này. Về thì các bác lắp pin vào nhá. Bên em bán này, giá này là nó chỉ có nguyên máy không thôi, thì về các bác lắp pin vào sau đó các bác xài. Đó, về các bác mở trên con nắp ra này. Đấy, và các bác nhìn ở đây này. Đấy, đây ở cái phần trên nắp nó sẽ có là cái dấu cộng dấu trừ để các bác phân biệt pin. Sau đó bác mà lấy cho em hai viên pin con thỏ các bác lắp vào. Đấy thì các bác nhìn ở đây cho em này. Đấy, nhìn lên cho em xem nó có dấu cộng dấu trừ thì cứ thế các bác lắp vào thôi. Đấy, dấu cộng dấu trừ thì cứ thế các bác lắp vào. Đây. Đấy, các bác lắp đúng cực pin giúp em nhá. Đấy, lắp đúng cực pin giúp em. Sau đó là các bác xài, các bác sử dụng cho em thôi. Rất ok.
Đấy, lắp vào là bật công tắc lên là máy nó chạy nhá. Con này đánh nhìn thì thôi nó đánh khỏe lắm, đánh bọt, đánh trứng, đánh cà phê cực kỳ khỏe luôn ạ. Đấy, cực kỳ khỏe. Nếu mà các bác thấy nó không chạy thì các bác lắp lại pin với em nhá. Lắp nó không chạy thì các bác lắp lại pin với em. Nếu mà máy nó không chạy thì các bác xem lại pin hoặc là các bác lắp đúng cực pin cho em nhé. Đấy, và khi mà lắp pin vào thì máy chạy khỏe lắm. Các bác nghe tiếng này, motor nó chạy khỏe kinh khủng luôn. Đấy, nó đánh nhuyễn luôn, trứng chiếc này. Rồi là bọt cà phê các bác cho vào một tí cái thì bọt nổi luôn. Đấy, dùng rất là tiện nhá. Đấy, đánh tạo bọt cà phê hoặc là đánh trứng đều được nhá. Đó, 30k nhá, 30 ngàn một cái máy nhỉ. Giá nó rất là hạt rẻ mà dễ mua mà dùng tiện. Nói chung là hầu như cái này nhà nào cũng cần dùng. Đấy, mà nó nhỏ gọn tiện lợi dễ sử dụng quá nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái con máy xay mini này. Con này thì tiện cực kỳ luôn. Các bác xay rau củ quả, xay tỏi, xay ớt các thứ nhà bếp, gia vị gia giảm rất tiện dụng luôn nhá. Lên mã đây là sẽ con máy xay mini chạy bằng pin. Đấy, máy xay mini chạy pin thôi nhá, chạy pin. Giá của nó sẽ là đi 70k một con này. Đấy, 70.000 một con máy xay mini chạy pin nha. Cái con này là rất là tiện, là các bác không cần phải dây dợ lằng nhằng mà nó toàn bộ là bằng pin luôn. Đấy, bằng pin luôn, và khi nào mà hết pin thì là các bác có thể sạc lại được và các bác lại tiếp tục lại dùng. Đây. Đó, em lấy bác coi nhá. Bộ sản phẩm này sẽ gồm có là hộp này, rồi là dây sạc này. Đấy, dây sạc nhá. Đấy, về các bác cắm sạc, các bác cắm ở đây, sau đó cắm vào cái cục sạc điện thoại này mình là các bác sạc thôi. Đấy, sạc khoảng tầm tiếng là pin nó đầy mà. Và sạc một tiếng thì dùng được khá là nhiều đấy. Đó, và các bác đây cắm ở đây. Đấy, lưỡi của nó sẽ là dạng 3 lưỡi nhá, xay cực kỳ nhuyễn, xay rất là đều. Đấy, đây là phần cối này. Các bác cho gia vị cái thứ, cho tỏi ớt thứ đây các bác xay này. Đấy, sau đó các bác lấy cái nắp này các bác đậy lên. Đó, còn đây là nút bấm, các bác bấm là máy chạy này, bấm là máy chạy. Đấy, các bác cho nó vào, bấm này, máy chạy đấy không. Con này chạy khỏe lắm, xay mịn cực kỳ mà xay siêu nát luôn. Đấy, xay rất nát luôn nhá, xay thích lắm. Đấy, mà rất là tiện, không cần phải dây dặn này rằng nhằng này. Đấy, khi nào mà hết pin thì mình lại mang nguyên cái cối này ra thôi. Đấy, mang nguyên cái cối này đi mình sạc thôi, còn cái này mình có thể tháo ra mình vệ sinh thoải mái cho em luôn, rất ok, tiện cực kỳ, dùng nhà bếp là rất là hợp lý. Đó, đỡ về nhà. Bình thường là các bác cứ phải băm tỏi băm ớt cái thứ, giờ vừa là vừa dây dưa nhiều thứ, thứ hai là ví dụ ớt các thứ các bác băm thứ nó hay bị cay. Đấy, động tay còn hay cay. Đấy, các bác cho vào đây các bác xay tiện cực kỳ. Đây, các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm đây. Giờ này còn con tỏi bằng tay à, xài cái máy này nè. Ok, bây giờ thử xay tỏi với cái máy này nha. Khá là nhuyễn nha. Cái này mà bằng bằng tay chắc cũng phải 5 phút mới được như vậy á. Và chiếc máy này xay ớt hay là xay hành cũng rất là ok nha, cực kỳ đơn giản. Để test độ mạnh của máy này thì mình sẽ xay cà rốt cho các bạn xem. Đấy, có nhìn không, xay cà rốt xay nhuyễn luôn nha, mà cà rốt rất là rắn nha, con này xay nhuyễn luôn, xay ngon lắm. Xem 100 cành nè, đáng tiền chưa. Máy xay mini này thì chỉ có 4 phần đơn giản, phần máy chỉ với một nút bấm, nắp đậy và một cái cối nhựa và một cái lưỡi dao 3 tầng cực kỳ bén luôn nha. Tiện hơn nữa là cái máy cầm tay này nè, sạc một lần thì xay tỏi ớt 20 lần chưa hết pin nữa. Thiết kế của máy này đơn giản nhưng mà rất là tiện lợi nha. Các bạn cần vệ sinh thì chỉ cần gỡ cái máy ra và chỉ cần vệ sinh cái phần nắp này và vệ sinh lưỡi dao cũng như là cái phần cối bên dưới là xong. Về độ bền thì chiếc máy này mình mới dùng chưa lâu cho nên mình chưa kết luận được, nhưng mà với 100k mà chiếc máy nó xay hiệu quả như thế này thì rất đáng để thử nha các bạn. Đấy, trước là đang bán là 100.000 đấy, đợt này đang giá nó đang giảm, nó chỉ có 70.000 thôi nhá. Đấy, giá đang giảm chỉ có 70.000 một con máy thôi, rất là tiện dụng và máy chạy cực kỳ khỏe luôn. Đấy, đấy không, rất ok rồi, 70.000 một cái nhá. Máy xay mini chạy pin, xay tỏi xay ớt các thứ, xay nhà bếp ok. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là một cái sản phẩm về nhà bếp này. Lên mã luôn giúp em sẽ là cái cây liếc mài kim cương nhá. Cái cây liếc này cũng tiện cực kỳ luôn, về các bác có thể dùng để liếc dao này, liếc kéo này. Đấy, rồi là có thể rút được cả cái liếc được cả cái bấm ống tay này. Đấy, bấm tay này các bác mà bị nụt, các bác dùng cái này các bác liếc lại nó cũng sắc lại luôn, rất là tiện luôn. Đó, nó gọi là cái liếc mài kim cương nhá, nó phủ một lớp kim cương nhân tạo, các bác mài nó cực kỳ là nhanh sắc luôn, nhanh bén luôn. Đây, đấy, hàng made in Japan này. Đấy, bên Japan rất xịn sò, ok. Đây, nó sẽ gồm có là một cái lớp phẳng bên dưới, thì các bác xem những cái thiết bị nó phù hợp, những cái sản phẩm nó phù hợp với cái mặt dưới thì mình mài mặt dưới, còn bên trên là một cái lớp một cái mặt nó thiết kế theo dạng vòm vòm nha, để các bác mài những cái kiểu dạng vòm vòm. Đấy, vừa có thể rũa vừa có thể mài. Đấy, liếc dao, liếc kéo, rồi là liếc rất nhiều thứ luôn. Đấy, dao kéo thứ là các bác dùng để các bác mài, các bác rũa cho em rất ok. Đó thì cái cây liếc mài kim cương nha. Đấy, nó phủ một lớp kim cương nhân tạo nha, khi mà các bác mài nó rất là nhanh sắc luôn. Đó, liếc mài kim cương, bên em đang gửi bác một cái cây liếc mài kim cương này thì là 100.000 một cây nhá, 100k. Đấy, giá rất hạt rẻ bình dân. Đó, đây, lên mã giúp em sẽ là cây liếc mài kim cương nhá, giá nó sẽ là 100k. Đấy, chỉ có 100.000 một cây thôi, giá rất hạt rẻ bình dân luôn, 100.000 một cây nha.
đấy, mài dao mài kéo mài đủ các thể loại luôn đó. Ok, 100k một cây, mài rất nhanh sắc luôn nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái lọ tinh dầu đen này. Để mã em sẽ cái lọ tinh dầu đen nhá. Cái này về các bác dùng để trưng phòng cho nó thơm ạ. Đấy, nó rất là thơm luôn. Cái này hàng của Thanh Lý, hàng của khách sạn đấy nhá. Đây này, Hotel Seri này, đó là hàng Thanh Lý của khách sạn nhá, thơm lắm. Đó thì về các bác mở cái nắp này ra, cắm cho mấy cái que này vào thì hơi nó sẽ bốc lên. Ở mấy cái que này, thơm lắm. Đó, 20.000 một lọ đâu nhá. Hàng chuyên trưng cho khách sạn. Đó, khách sạn nhá. Đấy, đi đây. Về các bác nhìn theo đúng cái hình nha, các bác cắm này, mở cái nắp ra, cắm mấy cái ống này vào, đeo cho em cái dây vào để trang trí. Đó. Thì một cái lọ này là 20.000. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ tinh dầu thơm ở khách sạn nhá. Lọ tinh dầu thơm của khách sạn. Hotel Seri. 20.000 một lọ thôi. 20k nhá, 20k một cái lọ tinh dầu thơm của khách sạn nhá. 20k một lọ, giá rất là rẻ bình dân. Về mình cho nó thơm phòng, thơm nhà. Chỗ nào cần thơm các bác mua cái này về các bác để vào. Đấy, phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh các thứ, nhà tắm rồi. Đó là cái mã bóng đèn 3W nhá. Tiếp tục về số lượng lớn để phục vụ các bác này. Đây, sản phẩm này thì sẽ có công suất là 3W nhá. Và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng. Sử dụng điện sẽ là điện 220 và cái đuôi của nó sẽ là cái đuôi xoáy phổ thông nhá. Đấy, sử dụng dòng chip LED siêu sáng, rất là tiết kiệm điện. Các bác dùng những cái con bóng đèn 3W này thì cái công suất nó rất là nhỏ nên là cái tiền điện nó hết rất là ít các bạn. Đấy, nên là phù hợp các bác, ví dụ các bác lắp ở ngoài cổng này, mình có thể lắp ở chỗ cầu thang, đường đi lối lại, nhà vệ sinh, lắp những khu vực mà không cần quá nhiều ánh sáng, mình cần ít cái ánh sáng thôi. Đấy, gọi là có bóng đèn thôi là ok, là các bác xài con này cho em rất hợp lý này. Đấy. Công suất rất là nhỏ nên là tiêu thụ lượng điện năng rất là ít, là nên các bác xài rất là tiết kiệm điện nhá. Công suất 3W thôi nhưng mà cũng khá là sáng đấy các bạn. Đây em sẽ cắm test bác con này. Khá là sáng lắm nhá. Đấy. Đây đang lỏng ổ điện. Đây em cắm test bác nhá. Nó khá là sáng, 3W thôi nhưng mà rất là sáng. Đây. Đây các bác nhá. Đấy, 3W thôi nhưng mà cũng rất là sáng đấy. Đó thì ở đây. Đấy. Nó khá là sáng các bác nhá. Đó, về nói chung là phù hợp các bác sử dụng lắp đặt nhiều vị trí khác nhau nhá, mà cái công suất nhỏ tiết kiệm điện. Đó thì em hôm nay em báo cái giá sáng luôn này. Bữa trước quả này đang bán là 15.000 một quả nhá. Hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Giá của nó sẽ là đi 5.000 một quả nhá. Chỉ có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5k một quả bóng đèn 3W này. Đấy, 5.000 một quả bóng đèn 3W nhá. Chỉ có 5.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy thì chắc là cũng nhiều bác quan tâm đến cái đuôi đèn mà em đang xài nhá. Thì đây, cái đuôi này này em giới thiệu luôn. Đấy, cái đuôi này về các bác xoay bóng vào này. Và các bác có thể bẻ ngang, bẻ dọc, bẻ các hướng các kiểu này. Và các bác có thể bật công tắc lò xo ở đây luôn. À, bật cái công tắc bật tắt đây luôn, rất tiện dụng nhá. Đấy, đây rất tiện dụng luôn này. Thì cái đuôi này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo nhá. Thì các bác có thể mua kèm thêm. Cái này đuôi này khá là hay. Mình có thể là di chuyển di động, mang đi mọi chỗ mọi nơi. Các bác thích dùng ở đâu thì các bác cắm vào đấy. Nó rất là tiện lợi, di động mọi chỗ mọi nơi, và ở đây nó tích hợp cả công tắc bật tắt đây luôn này, nên là rất là tiện nhá. Đó thì lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo nhá, đuôi lò xo. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30.000 một cái đuôi lò xo này. Đấy, 30.000 một cái. Đó, rất tiện dụng nhá. Chỉ việc cắm điện vào này. Lắp bóng đèn vào, bật công tắc cái là lên, lúc nào không dùng các bác tắt đi. Đấy, còn đây là cái ánh sáng thực tế của con 3W, nó khá là sáng đấy. Đó, rồi. Bóng đèn 3W là đang xả là chỉ còn có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5.000 một quả nhá. Các bác không nghe nhầm đâu, 5.000 một quả nha. Còn cái đuôi đèn lò xo này là 30.000. Đây, tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng, đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn, bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mã, em sẽ là chuột không dây đây, em ghi giá rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp này nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các bác nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đây cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ link, tự link với nhau. Và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện đó nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này, các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này, này em vừa quay này. Đấy, cái cục này, cái cục 5V 2A này, các bác cắm vào đây.
Cục này thì bên em đang bán là 30.000 nữa. Các bác cứ lên mã cho cái cục sạc Samsung. Đấy thì đang bán là 30.000 thì các bác có thể cắm vào đây và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu vướng víu này. Đấy, rồi là nó nó không thẩm mỹ cái thứ giờ dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều, dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho con này về không cần về dây dặn gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá, còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi là tự động là nó sẽ link với nhau nhá. Đây cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm đó. Thì gửi bác là 90.000 nhá, các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục link như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái nó sẽ tự động link với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác gì thôi. Đây, thì em gì cho bác coi này. Đấy các bác nhìn này, chuột này. Đấy chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy bật lên này. Đấy, vào chuông này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây vào kênh của em này. Đấy bấm ngon lành các bác nhìn thấy con chuột em gì chưa? Đây con chuột em gì này. Đó xem kênh của bạn này. Đấy, kênh em đây các bác nhá. Đấy các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy con nhìn thấy con chuột này em đang gì này. Đấy con chuột đang chạy nhá, là tay đang gì đây. Đây tay em đang gì đây. Đấy tay em đang gì đây. Đấy gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này. Đấy thấy không? Đây. Đó rất là tiện dụng luôn nhá, không cần phải dây dạ gì hàng nhàng nhá. Mà nó cực kỳ dễ dùng luôn, người lớn, người già, trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy cứ thế là dùng và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này, nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày. Cho đến 1 tháng các bác phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ trâu bò luôn. Bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo anh em nhé. Đấy bảo hành cho bác pin luôn. Vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng 2-3 con liền đây. Đấy đây kìa. Đấy đây không. Rất ok nhá. Không cần phải dây dạ gì nhờ. Đấy, các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, nước này lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy đây không. Đây đang lăn này. Tay em đang lăn này. Đấy mất mượt mà ngon lành nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá. 90.000 một cái con chuột không dây này, 90.000 một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này. Lấy cái con USB này, cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc nó đi nhá. Đấy cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn các bác nhá. Rất ok luôn. 90.000 một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cứ lên mã thì em sẽ là chuột không dây 90k một con. Đó là cái lô vít cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá. Vì cắm nó không thể cắm được. Các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy. Hàng như bên em thì là hàng chuẩn. Chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày các bác nhá. Đây con nhìn này, chân của nó rất là dày luôn. Nên khi bác cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy và dòng này nó là dòng ổ fix chống va đập chống cháy các bác nhá. Đấy chất liệu nhựa chống va đập, chống vỡ, chống cháy, cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây vào là xài thôi. Đấy fix cắm chân dẹt nhá. Chuyên dùng cho ổ điện Nhật các bác nhá. Đấy chuyên dùng cho ổ điện Nhật. Giá của nó thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá một cái phích cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy 10.000 các bác nhá, 10.000 một cái phích cắm chân dẹt này, 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng các bác nhá, chân bằng đồng rất xịn sò ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt và thứ hai là các bác cắm là nó không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy là các bác cắm lâu nó hay rất hay bị tèo mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu, nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm là ổ cái ổ mà các bác cắm cái phích này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm rất là hay nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt nha. Đấy 10.000 một cái nhá.
Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy ạ, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, 10 ngàn một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Đây cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn, đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp nha nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp nha, vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nè. Đấy, em ôm lô thanh lý được cái lô này, giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá. Em báo giá luôn, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá, cái giá thanh lý cho bác luôn là 90 ngàn. Đấy, vì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn, 90 ngàn một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây, một chiếc đồng hồ mới keng nhè nhá. Đấy, hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây, made in China nhá. Đấy, made in China này. Đấy, thì em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy, thì em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá, vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây, các bác nhìn này, rất đẹp luôn. Đấy, hàng hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là có hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng, em check trên mạng là cái hãng của tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy, hàng là bao sống các bác nhá, về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này, xoay cho các bác chỉnh giờ, ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn, mặt rất đẹp luôn nhỉ. Đây, em quay cận cảnh cho các bác xem cái phần mặt nó này, mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả, hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy, có thấy không? Đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng có hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con, nó không nhiều đâu. Nên là rất là, em để cho bác cái giá này nó rất là rẻ rồi. Đấy, thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá, 90 ngàn một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi, chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thế nào các bác cũng tranh nhau luôn, vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô, cửa hàng thôi, nó có vài chục cây đâu các bạn, không nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó, rồi 90k nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn những thứ rồi mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên, rất ok luôn có nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đấy, đấy có nhìn này, tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự ok, 90k một cây, vào việc chốt đơn nhanh luôn nhá, không nhiều đâu các bác nhá. Và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. À, cái này em báo giá luôn nhé, báo giá luôn cho bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn, là mũ và thắt lưng là bán đồng giá luôn, là cứ 60 ngàn một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60 ngàn. Và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn cho bác là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này, thì các bác mua trong cái combo này, quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp, USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông. Đấy, có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy, thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy, nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó, là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60 ngàn nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60 ngàn. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng. Thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Mai hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên nguyên bịch nguyên túi mới keng luôn, quá chất lượng, gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60 ngàn. Đấy, thì các bác lấy cái nào thì các bác nhá. Đây, dòng thắt lưng của quân đội US này, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá, vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn, nó siêu bền luôn. Đây có nhìn này, dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài, khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất dễ mở dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ
sập ngay xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn, giật thoải mái luôn nhá, cực kỳ chắc chắn, và lúc nào các bác không dùng nữa các bác tháo ra mở em ra, thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá, mà lại còn chắc chắn, đẹp, bền các bạn. Nói chung là đúng chất là ngon, bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ thì cũng yên tâm về chất lượng rồi. Đó thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn dì của Mỹ nhá, bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, các bác cứ lấy cái nào thì báo cho em, hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá.